Tất cả chúng ta ngồi đây, người nào mà không có bổn phận để sống? Mà nếu mình làm tròn cái bổn phận của mình thì mình thành đạo chứ có gì đâu. Tại vì ai cũng nghĩ là ô, đạo phải là một tôn giáo, nhưng mà đặc biệt đạo Phật không nói tới đạo tôn giáo. Bởi vì sao? Hễ mà có tôn giáo mà mình dính với cái đó quá đó, thì đôi khi mình cuồng tín, mình mê lầm, mình cuồng tín, mình ôm ấp, rồi thậm chí những người không cùng với mình là mình ghét. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái đạo mà chúng ta đang nói đây không phải là một tôn giáo tín ngưỡng tôn thờ, mà con đường tu tập. Đạo này là chính là con đường chuyển hóa, con đường tu tập. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng đang sống trong cảnh khổ và rất mong đi tìm cho mình một con đường hết khổ. Mà nếu chúng ta tìm con đường đó mà nó đúng thì chúng ta mới tu thành đạo được. Còn nếu con đường đó không đúng thì chúng ta phải bỏ nó đi để đi tìm một con đường khác cho nó đúng. Ví dụ bây giờ là quý vị đi đến chùa Trúc Lâm đường 97, mà bây giờ tới đường 113 mình quẹo mà lỡ huốt lên tới 114 mới quẹo, thì ráng quẹo, mà lên 115 nó quẹo là trật à. Thì nếu mà đã lỡ quẹo 115 rồi phải nhớ tìm đường quay trở lại. Nghĩa là muốn đi chùa là phải đi đúng con đường tới chùa, chứ còn đi trật không tới được. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Người nào trong chúng ta lớn lên cũng mong mỏi mình tìm một con đường hạnh phúc cho mình. Nhưng mà thưa đại chúng, con đường hạnh phúc đó chông gai không? Chông gai lắm. Chẳng hạn như con đường hạnh phúc giữa vợ chồng. Trời ơi, sống với ổng mà được tới bây giờ 50 năm là trầy di tróc dãy chứ đâu phải giỡn. Nghĩa là cũng khóc không biết bao nhiêu nước mắt rồi mới được gom tới 50 năm nay đó. Chứ đâu phải bình thường. Giữ vợ chồng, giữ cái hạnh phúc hai vợ chồng thôi đã là một cái quá trình rồi. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình sanh con ra, mình nuôi con, mà tới giờ nó 18 tuổi mà nó không hư, là mình biết rằng mình đã cũng phải trải qua bao nhiêu những cực nhọc. Rồi đôi lúc mềm mỏng, có lúc răng đe, có lúc la hét, có lúc năn nỉ, có lúc chiều chuộng, đủ kiểu đủ cách hết. Để làm gì? Chỉ mong con mình đưa nó đúng đường thôi. Tại vì mình sợ nó lạc đường. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, không người nào muốn mình đi trật đường, và cũng không mong mỏi người thân mình trật đường. Vậy thì cái đường mà chúng ta nói đây là gì? Chính là đạo. Mà cái đạo mà chúng ta muốn nói, đạo Phật muốn nói, không phải là một tôn giáo, mà chính là con đường thực tập chuyển hóa. Nếu mình ở trong chùa, mình tu tập một pháp nào đó mà cái pháp đó nó không phù hợp với mình, con đường nó không phù hợp với mình, mình có thể chuyển một con đường khác, miễn làm sao mình tu có kết quả, có an lạc. Cũng giống như quý vị ngồi dưới đất, đau chân lên ghế ngồi. Rồi quý vị ngồi dưới đất đau chân quá, tháo chân ra đổi kiểu ngồi cho nó đỡ tê chân. Nhưng mà tại sao mình ngồi dưới đất biết không? Sao không sắm cái ghế cho ngồi cho nó khỏe? Ngồi trên ghế rồi có lưng dựa rồi khỏe. Ngồi chi dưới đất vậy nè? Ngồi dưới ghế, ngồi trên ghế dựa nó sướng quá, ăn lát nó khò. Cho nên tuần nào nhìn xuống cũng ít nhất cũng dài ba cái khò. Cho nên khi mình ngồi thiền á, tại sao không dựa? Vì mình ngồi dựa là mình thoải mái quá, là mình thở một hồi là mình đi luôn. Cho nên ngồi hồi cái nó mê cho nó không tỉnh. Ngồi dưới đất lưng thẳng, tréo chân lại, ngồi cái định tĩnh, ngồi cái thần thức, cái thân mình nó ngồi thẳng vậy đó, cái tâm mình nó sáng. Cho quý vị thấy, ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, mình nằm nghe pháp không có gì sai, cứ nằm nghe. Nhưng mà so ra ha, nằm nghe với lại ngồi nghe đó, nghe cái nào nghe được lâu? Ngồi.
Tại vì mới nằm cái là ông thầy ông mới nói hôm nay là ngày mấy, cái là mình hôm nay là ngày khọ rồi. Ông nói chưa được hết bài, cho nên bài pháp nào mình cũng bấm mình nghe rồi hết, mà ông bài pháp nào mình rồi hết. Tại vì sao? Nửa chừng là mình đã đi rồi. Cho nên thầy tiễn, thầy mới có mấy câu là thầy tiễn mình về trển. Cho nên nằm nghe thì được đó, nhưng mà so ra cái tỉnh táo nghe mà nó rõ vô trong tâm mình á, ngồi nghe nó tốt hơn nằm. Cho nên trong bốn cái thứ, bốn cách thiền: thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Thiền ngồi là vững nhất, tại vì thiền đi chứ nó cũng động. Đi á, đi mà đi thì trong chánh niệm cũng được, nhưng mà cảnh trí nó cũng có thể lôi cuốn mình. Rồi nằm á thì hồi nó cũng ngủ, đứng hồi nó mỏi, mà chỉ có ngồi là định. Tại vì khi mình ngồi thân vững, lòng an, tâm trí sáng. Cho nên trong bốn cách thiền: đi, đứng, nằm, ngồi, cách thiền ngồi là tốt nhất. Thiền ngồi là thù thắng nhất. Mà tất cả chúng ta chọn một con đường nào, chúng ta cũng phải trải qua một quá trình chịu khó. Ví dụ quý vị mở cửa hàng làm ăn, mở cửa tiệm bán thức ăn, quý vị cũng trải qua một thời gian dài chịu khó. Mới bắt đầu vô tiệm có biết gì đâu, hồi nhỏ tới lớn đâu bao giờ biết làm ăn buôn bán gì đâu. Tự nhiên giờ ra mở cái business làm ăn buôn bán thì cũng phải chịu cực khổ. Mới đầu chịu lỗ lã đủ thứ hết, nhưng mà rồi dần dần mình mới bắt đầu sành nghề. Cũng thế, mình mới vô chùa, mình đi tu tập khó lắm, tụng kinh tụng được, mình mới vừa nam mô là người ta đã đạo Phật rồi. Tại vì mình không quen chữ, mình không quen đọc theo chữ, rồi nhất là đọc mấy bài thần chú nữa, mình chạy theo muốn chết. Nhưng mà tất cả những cái đó chính là những quá trình thực tập, đến một ngày chúng ta thuần thục. Khi chúng ta ngồi thiền hay chúng ta ngồi tụng kinh, tâm trí mình nó còn suy nghĩ lung tung lắm. Đừng lo, đừng sợ. Chính vì nó lung tung đó, cho nên chúng ta tiếp tục tụng. Vì tụng kinh giúp cho cái tâm lung tung đó nó bớt tung, nó còn lung. Rồi mai mốt nó bớt lung, nó còn tung. Rồi từ từ lung tung nó mới giảm. Một con trâu mà mình mới bắt đầu chăn, nó đâu có chịu nghe lời mình. Mình mới thấy nó nằm yên, cái mình cầm chén cơm lên mình ăn là nó ngồi dậy rồi. Cái tâm mình nó giống như con trâu vậy đó. Mình là một người chăn trâu, mình là chú một đồng chăn trâu, mình là một người chăn cái tâm của mình. Hễ nó vừa phóng, mình kéo nó lại. Nó vừa đi, mình kéo nó lại. Cứ như thế làm hoài, đến một ngày nào cái tâm mình nó thuần thục, nó chịu ở yên với mình, chừng đó mình mới có quyền thông dong. Còn bây giờ mình chưa có thông dong đâu, mình phải chăn tâm mình. Mà nhất là con trâu nào mà mấy chục năm đi rong đó, thí dụ giống như tâm mình đó, 40-50 năm rong ruổi mà bây giờ mới có 3 tháng vô chùa mà biểu nó ở yên khó lắm. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo. Nói trời, tụng kinh tụng trật không biết có tội không, tụng kinh tụng thiếu có tội không, Phật không có rảnh đâu ngồi coi ai tụng thiếu ai tụng trật. Không, tụng kinh là một cách để giúp cho mình trụ cái tâm mình trong khi đó. Trong khi tâm mình chưa tịnh, nhưng mà ít nhất thân tịnh, tâm tịnh, khẩu tịnh. Miệng mình không còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, tụng kinh là khẩu tịnh. Thân mình ngồi yên là thân tịnh, mặc dù tâm mình nó chưa yên. Nhưng mà trong ba nghiệp thân, miệng, ý, hai nghiệp kia nó bắt đầu nó tu. Rồi cái ý mình nó cũng tu. Thí dụ mình tụng một tiếng, ý mình giao cái duyên với được lời kinh 5 phút đỡ, rồi mai 10 phút từ từ nó lên. Cho nên tất cả chúng ta ai muốn thành tựu được một cái gì cho đời mình, không phải là không trải qua một quá trình khó khăn luyện tập. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Quý vị để ý coi, có phải lớn lên là chúng ta đều có một tâm ý muốn làm một cái gì cho đời mình, cho gia đình, cho con cái không? Đều phải muốn hết. Mà muốn như vậy thì chúng ta bắt đầu chọn nó và quyết định làm việc đó. Mà khi làm việc đó thì gặp rất nhiều những trở ngại, những khó khăn.
Nhưng đừng có buông xuôi, mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực để chúng ta thành tựu được cái việc mà chúng ta muốn làm. Pháp Hòa có một anh quen, Phật tử quen mới đây. Anh kể với Pháp Hòa đó là anh trước kia là một người thợ sửa nhà. Thì anh đi sửa một cái căn tiệm. Thì cái tiệm này nó sắp bankruptcy rồi. Thì cái ông chủ mới nói thôi du là lấy cái tiệm của tôi du làm ăn đi. Thì cái anh này anh chết giấc, anh nói trời ơi tôi nào giờ là kèm đinh búa gỗ tôi biết, chứ còn mà biểu tôi làm nghề buôn bán thức ăn sao tôi biết. Quý vị biết không, làm mấy cái món bánh mì sẵn để bỏ 7-Eleven, mấy cái tiệm mà fast food đó là làm sẵn, phát sẵn. Anh làm nghề đó. Lúc mới đầu vô anh không biết cái gì hết trơn, không biết một cái gì hết. Vậy mà bây giờ là một ông chủ có 5 cơ sở làm ăn, làm tất cả các loại bánh mì mà phát sẵn để bỏ mối, mà một người không hề biết gì hết. Vậy thì bây giờ á, quý vị biết là Pháp Hòa đến á, ảnh làm các món bánh mì, các loại rau và đồ chay cho mình thử. Và từ sáng chế, có nhiều lúc làm xong rồi thử xong chưa ngon làm lại, thử lại rồi phải đưa gửi lên các cơ quan chính phủ để họ xét nghiệm về cái calorie, những thứ trong đó rồi họ mới approve, rồi mới cho ra thị trường. Mà từ một người không biết gì hết mà ngày nay trở thành những cái hãng làm các loại, thí dụ như mình đi phi trường, mình đi mấy cái tiệm mà cái tủ lạnh nó bán mấy cái bánh mì, salad egg đồ đó, anh đã làm cái kiểu đó. Mà bây giờ là rất là thành công, mà mới ngày đầu làm không biết gì hết. Thì tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Quý vị biết là một chú tiểu mới vô chùa tu, có biết ất giáp gì đâu, ham tu thì đi tu vậy thôi. Giờ vô chùa chuông mỏ không biết, kinh kệ không biết, phải học từ từ. Học từ những tiếng chuông, tiếng mỏ, thậm chí âm điệu tụng kinh. Mà thậm chí gặp những thầy mà dạy mà khó đó, tụng kinh mà chỏi bản họng người ta, ông thầy cũng lấy cây ông liền cho cái tật, ỷ cái giọng lớn chỏi người ta. Pháp Hòa nhớ có ông thầy đó, thầy bị sư phụ đánh đến mức độ thầy đi vượt biên, 6 tháng sau còn nằm chim bao thấy ông thầy rượt đánh. Có nhiều thầy dạy đệ tử rất là khó, tụng kinh mà tụng trật nhịp thầy ông lấy đồ ông phan liền. Không phải ông thầy ông giữ đâu, ông thị hiện cái tướng đó để cho người đệ tử nhiếp tâm. Tại vì ông biết cách thầy, người thầy có cách đối trị với từng đệ tử. Người nào mà nghịch cứng đầu, ông có cách ông trị. Sau này Pháp Hòa có gặp quý hòa thượng, hồi đó tôi dạy học á, ở dưới mà tôi đang đứng trên bảng này mà tôi đang dạy mà nó dưới nó xù xì một cái, tôi cầm nguyên cái thuốc tôi phóng ngay cái đứa đó. Rồi có những thầy đi, đệ tử đi xe đạp về để không đúng chỗ, ông nói vậy đó, ông cầm nguyên chiếc xe đạp ông dục xuống sông. Như vậy một lần thôi là không bao giờ dám để xe đạp ở chỗ không đúng nữa. Cho nên sự tu tập cũng vậy. Mình muốn thành tựu được một cái gì đó thì mình phải trải qua một quá trình dữ lắm. Cắm một cây nhang cũng phải học. Cắm nhang là phải cắm cho ngay, vì mình gọi là cắm nhang mà, chứ đâu phải chọt. Không, xá xá phục vô thì kêu là chọt nhang. Cái đó không phải cắm, nó chọt. Còn hễ mình cắm cây nhang là phải cắm cho ngay. Còn xá đó là mình xá vậy nè, cái đó gọi là xá. Mà lạy á, là đầu phải sát. Còn hễ mà tụng kinh á, là âm thanh mình phải chỉnh cho nó vừa. Cái thầy chủ lễ bắt cao, mình tụng cao. Thầy ông bắt thấp, mình tụng thấp. Chứ không phải ông bắt cái giọng đó, cái mình thấy ông tụng dở quá, mình đâm vô. Mình tụng lớn lên, mình lấn áp. Vậy thì thôi mình lên cầm máy luôn, mình làm chủ lễ. Cho nên tụng á, không phải nghĩ mình có cái giọng tốt
mà mình muốn tụng sao tụng. Vì sao? Vì ở trong cái pháp nó không thể vượt. Ví dụ như cái ông mình vô trong hãng, mình giỏi hơn cái ông boss, nhưng mình có dám lấn ông boss không? Mặc dù mình có nhiều kinh nghiệm ông boss, nhưng ổng là boss, mình phải làm theo ý ổng. Rồi nếu mà ổng phát hiện mình là người giỏi, ổng sẽ tới ổng thọ giáo với mình. Ví dụ vậy. Cho nên mỗi chúng ta khi lớn lên, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường để mình tu tập, gọi là mình một con đường để mình tiến tới, gọi là mình gọi là tiến thân. Thì nhớ là con đường mình chọn không phải đơn giản, mà là một quá trình tu tập chuyển hóa. Ở ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng thế. Và nếu mà chúng ta thành chịu khó được như vậy thì chúng ta sẽ có ngày thành đạo, tức là thành tựu được cái ước nguyện của mình. Mấy thầy học tiếng Hán, học viết là người Việt mà học chữ Tàu đâu phải dễ. Cho nên rồi phải học thuộc các cái bộ, các cái nét, rồi rảnh lấy ra đồ chiếc. Người ta là gốc người Hoa, ta học tiếng Hoa nó dễ. Còn mình là người Việt mà học tiếng Hoa đâu phải dễ. Vậy mà bây giờ các thầy, có những thầy rất giỏi chữ Hán, đôi khi viết còn đẹp hơn người gốc Hoa nữa. Là vì sao? Vì có sự thực tập. Thôi thì hôm nay á, chúng ta chỉ là ôn lại một khúc, một đoạn ngắn về cuộc đời của Đức Phật trong quá trình tu tập. Thì chúng ta hỏi rằng Ngài do đâu mà thành đạo? Thì chúng ta cứ nhớ là do Ngài bỏ được những cái Ngài có để Ngài chọn một con đường. Mà khi đi vào cái quá trình tu tập, con đường nào mà không mang kết quả Ngài cũng bỏ. Như là Ngài từ giả các thầy mà dạy cho Ngài mà không mang lại kết quả, Ngài cũng muốn bỏ. Rồi tự khi bỏ được cái đó, mình mới có cái sáng chế. Cho nên khi Ngài bỏ cái pháp tu khổ hạnh, Ngài liền có một cách tu dưới thiền quán, dưới gốc cây Bồ Đề. Và khi mà Ngài chọn con đường khổ hạnh không mang kết quả, Ngài bỏ con đường đó, Ngài tìm con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường gì? Nghĩa là đói ăn, mệt ngủ, đừng làm cái gì thái quá. Đừng làm cái gì thái quá là mình sẽ có được hạnh phúc. Giống như hồi nãy trong cái giới thứ 5 vậy đó, là cái giới tiêu thụ đó. Mình tiêu thụ những cái gì mà đúng cái nhu cầu của mình thì mình sẽ không khổ. Mình tiêu thụ cái gì mà nó quá đi cái nhu cầu mình cần thì mình sẽ mệt. Cho nên một chiếc xe mình lái cũng có giờ phải tắt cho nó nghỉ, lái quá nó overheat. Cái gì cũng vậy, một cái máy mình xài cũng phải tắt, mở suốt là nó sẽ burn. Vì vậy cho nên chính bản thân chúng ta cũng thế. Cái gì nó ở trung bình là tốt, còn nếu mà nó vượt cái trung bình, nó vượt cái bình thường thì nó sẽ dễ đưa tới cái chỗ gọi là hư hỏng. Thì con đường tu tập của chúng ta cũng vậy, giữ con đường trung đạo. Và muốn thành tựu được thì phải trải qua rất nhiều những khó khăn, những thử thách để chúng ta thành tựu được cái mình muốn. Thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, có khi nào mình ngồi lại và mình nhận ra rằng hình như lúc này mình quên hơi nhiều, phải không? Tại vì theo cái tuổi á, mà cái tuổi nó tăng thì cái gì nó tăng? Ông bà mình hay nói gì tăng theo cái tuổi? Cái tật. Cái tật nó lớn theo cái tuổi. Cái tật của mình là tật gì? Cái tật nhớ dai mà nhớ không chuyện không cần thiết. Cái tật hay quên mà quên chuyện cần nhớ. Đúng không? Thí dụ như mình đọc một câu kinh, câu đó hay quá không nhớ, đọc thì biết hay mà không bao giờ nhớ. Vậy mà thử một lát nữa ha, Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa mới nói chú đó nha. Chú coi chừng tôi á. Cái là bắt đầu nhớ câu đó suốt đời. Thấy không? Thật ra cái khổ của chúng sanh ta không phải ai cho mình,
Mà cái khổ là chính tự tâm mình nó nhận những cái bóng dáng mà không có thiết thực, huyễn hóa cho là cái thật, rồi chúng ta đắm chìm với cái đó. Một cái điều người ta làm tốt không bao giờ mình nhớ, mà thậm chí có nhớ nhớ lờ mờ. Mà thử thời bây giờ ai mắng mình một câu, đứng cách như thế nào, mắt trợn sao, răng nghiến sao, tai chống nạnh sao, mình nhớ hết. 3 năm sau gặp hỏi lại, nói tôi diễn tả cái tướng nó chửi tôi cho chị coi. Diễn y chang. Mà cái mà những cái gì cần nhớ mình không nhớ. Cho nên khi mình còn nhỏ đó, có rất nhiều thứ mình nhớ. Rồi khi mình nhớ, mình lớn lên rồi, những cái mà mình mới tiếp xúc trong sau này đó, quên hết trơn. Mình nhớ những cái cũ thôi. Bây giờ mà ngồi lại với mấy bà cụ mà chỉ cần bấm nút là hồi nhỏ làm sao thôi. Bắt đầu kể cho nghe. Mà cụ nào mà giận chồng đó, chồng làm gì sai đó, ngồi kể không như không có xíu gì hết. Hay là cụ nào mà giận vợ hay giận con, giận cháu gì nhớ hết. Cho nên cái khổ của chúng ta là cứ nhớ cái quá khứ, cái lo cái tương lai mà quên đi cái hiện tại. Hiện tại của chúng ta là chúng ta đang sống. Tuổi của chúng ta mỗi ngày mỗi già lớn đi. Sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi giảm dần. Bây giờ ăn không còn nhiều như ngày xưa, không còn biết ngon như hồi đó. Tâm hồn mình nó không có còn phấn chấn như ngày xưa, tại vì cái thân thể của mình bắt đầu nó bệnh hoạn thì tự nhiên tâm hồn mình nó cũng mệt mỏi theo. Bởi vậy thân với tâm là một. Thân mà bệnh á, thì tâm cũng buồn rầu theo. Mà tâm mà buồn rầu thì thân cũng bệnh hoạn theo. Thế thì chúng ta tu Phật để làm gì? Không phải chúng ta lại Phật, tụng kinh là đủ. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra cái lời Phật dạy rằng nếu chúng ta không biết trở về để lo cái gốc, tức là lo cái tâm, thì không có cành lá nào nó tươi tốt được. Như khi chúng ta tưới cây, chúng ta tưới cái gốc, chứ không ai mà leo lên cây tưới từng cái lá hết. Chỉ cần cái gốc mà được tưới thì cành lá nó sẽ xum xuê, nó đẹp. Chỉ cần cái tâm mà chúng ta biết thích khe nó, biết chăm sóc nó, thì tự nhiên trong cuộc sống này nó đỡ ra lắm. Bây giờ chúng ta chăm sóc bằng cách nào? Quên đi những cái gì mà làm cho chúng ta khổ. Đã biết nó là khổ mà cứ nhớ nó hoài, cái đó mới là cái chết của mình đó. Mà cái này kêu cái gì phải không? Chết chắc. Cho nên biết cái đó là khổ thì chúng ta phải tập buông. Bởi vì sao? Bởi vì không buông thì không được. Mà cái này không phải là lý thuyết mà cũng chẳng ai làm được cho mình, mà chính mình phải tự buông. Bởi vì sao? Bởi vì chính mình là người tự đem nó vào. Có một hôm nó có một vị thầy, ông đi vô trong phòng của ông khóa cửa lại. Xong rồi ông liền cái chìa khóa ra sân. Ông đứng trong phòng la lên: "Cứu tôi với, cứu tôi với." Đệ tử ở trong chùa chạy ra, người thì đi tìm đồ để đập ổ khóa, người thì đi tìm cách mở. Quá trời đệ tử lăng xăng để mà tìm cách cứu thầy. Thì có người đệ tử tìm được cái sâu chìa khóa ở cái gốc cây. Thay vì tới mở cửa cho ông thầy, người đệ tử cầm chìa khóa đưa ra cho thầy. Ông thầy chụp cái chìa khóa đấy: "Ta với mi thấy nhau." Tại sao người đệ tử làm như vậy? Thầy tự khóa thì thầy tự mở. Cái câu chuyện đó nó muốn nhắc với chúng ta, không có ai mở chối cho mình, tự mình phải giải thoát cho mình. Cho nên chữ giải thoát trong Phật giáo không còn là trừu tượng, mà nó là một sự thực tập. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Pháp Hòa ví dụ, mình được một người yêu, mừng quá, vui quá, người đó yêu tôi,
tôi cũng yêu người đó. Nhưng mà trong tình trường biết đâu khi mình được cái người này, người yêu này, thì cũng có kẻ nào đó thứ ba khổ đau vì mất người yêu, tại cô đó cũng thương anh này và cô đó cũng đau khổ. Vậy thì khi mà một hôm nào đó mình với cái người đó không còn thương nhau nữa, mình sẽ đau khổ. Thì mình sẽ đồng cảm rằng ngày xưa lúc mình được yêu đó, thì cũng có người thứ ba chắc cũng đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà nói khổ thì trên đời này ai cũng khổ hết đó. Khổ giống nhau, chỉ có điều khác tên thôi, khác cái tên gọi thôi. Ví dụ như quý vị nói trời ơi tôi khổ lắm, tôi phải lo cho gia đình. Nó thầy đâu có khổ gì đâu. Nó dạ thầy cũng khổ, thầy lo chùa. Mấy thầy mấy vị ngày lo có tháng, lo có nửa cái bill hay phần ba cái bill của chùa, nội cái bưu điện thôi, gấp 5-10 lần cái nhà của mình. Vì mình cứ tưởng tượng cái nhà mình bao nhiêu trăm square feet mà bao nhiêu điện mình xài, mà chỉ có 4-5 người trong nhà mình, còn đây là công cộng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói gì lo thì ai cũng lo giống nhau hết. Cho nên cái thực tập của chúng ta là chúng ta thấy mọi việc đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, thì tự nhiên nó nhẹ ra. Tất cả do tâm. Hễ mình nghĩ nó là một cái chuyện gì hệ trọng, cái nó thành ra hệ trọng. Ví dụ ha, cái lúc mình vui với nhau á, thân thiết với nhau á, người ta mắng mình đồ quỷ, cái trò cười vui lắm. Nhưng mà bữa nào hết thân coi, người ta mắng mình đồ quỷ coi, cái mình cự liền, nói tại sao chị nói tôi quỷ, tôi ma. Tức là khi mình vui là mình nhận câu đó khác, khi mình buồn mình nhận câu đó khác. Vậy thì cái câu đó, cái câu quỷ đó, bản chất nó có khổ vui gì không? Không có. Mình nhận đó. Vậy thì chúng ta tu Phật để làm gì? Để chúng ta có được cái sự định tĩnh của tâm. Bởi vì khi mà tâm định tĩnh thì chúng ta sẽ nhận biết rằng tất cả đó là chuyện bình thường. Trăng tròn thì khuyết, đời có hợp có tan, người có già có trẻ có sống. Trên cuộc đời này không có cái gì mà tồn tại bất biến, cho dù là Đức Phật. Đức Phật cũng sẽ ra đi, hay cũng đã ra đi năm ngày 80 tuổi, thì không có người nào được ngoại lệ. Thậm chí cái người sống thọ nhất trên thế gian này là ông Bành Tổ. Ông Bành Tổ mà chúng ta thường gọi là ông Thọ đó, Phước Lộc Thọ mà chúng ta hay kêu ông Thọ đó. Ông Bành Tổ mà theo sử nói là ông sống tới 800 năm, nhưng mà thực tế có 300 tuổi à. Đọc lịch sử ông có 300 tuổi thôi, 59 bà vợ. Nếu mà sống thêm chút chắc cũng được 60. Nhưng mà giờ 59 hay 60 thì cũng chết thôi. Cho ông Bành Tổ hồi xưa trong mấy cái bài mà người ta khai thị, ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết. Bầu thuốc thánh không chữa được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y. Bầu thuốc thánh cũng không cứu được người hết số, cho dù đó là chén thuốc tốt, chén linh đơn cũng không thể chữa được bệnh nan y. Vì cái sự thật của cõi đời là có già, có bệnh, có chết. Đó là cái quy luật thứ tự. Nếu ai có phước lắm được thứ tự đó, già, rồi bệnh, rồi chết, đó là hạnh phúc theo thứ tự. Có những người người ta chết không có thứ tự nữa, 20 tuổi đã chết rồi, không bệnh. Vậy thì nếu mà ai mà được chết già, bệnh, chết, đó là hạnh phúc lớn. Cho nên có một cái vị đó tới xin, đầu năm thầy cho con vài câu đối để treo trong nhà để ăn Tết. Ông thầy cũng lấy viết, ông ghi cha ông nội chết, cha chết, mẹ chết, ba chết, con chết, cháu chết, chắc chết, một lô cả nhà chết. Ông cư sĩ ông cự quá trời, ông nói trời Tết nhất mà thầy cho gì mà chết tùm lum vậy. Ông nói chết thứ tự hạnh phúc lớn. Ông nội chết rồi mới tới cha chết.
cha chết rồi mới tới con chết, chết thứ tự vậy sướng quá rồi chứ muốn gì nữa. Cho thưa đại chúng là cái thiền, cái khi mà chúng ta có định tĩnh để chúng ta sẽ biết quên đi cái quá khứ, quên đi cái đau khổ, để chúng ta sống với cái hiện tại. Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình đổ vỡ. Thì khi mà trong gia đình đổ vỡ rồi thì người mẹ hụt hẫng, người mẹ bỏ phế con cái luôn. Cha thì không lo là đành rồi, cha đi rồi, giờ mẹ giữ lại con, mà mẹ cũng không lo. Mẹ đi chơi với bạn, hoặc là mẹ đánh bài, mẹ nói chung là tại đau khổ quá thôi. Rồi quên cái chuyện mà mình phải chăm sóc con. Mà khi con mà nó lớn lên, nó tập tành theo bạn bè làm việc xấu, rồi lúc đó hối hận, trời ơi tôi quên chăm sóc con. Cho nên đã có rất nhiều những hoàn cảnh trong cộng đồng của chúng ta, thì những hoàn cảnh đó là mỗi hoàn cảnh là mỗi tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Không có ai mà thương mình bằng mình. Sở dĩ mà mình thương mình đó, sở dĩ mình thương người ta là tại người ta thương mình. Như vậy rõ ràng, nếu nói cho cùng là mình thương mình nhất. Tại người ta thương mình cho nên mình mới thương người ta lại. Cho nên quên đi cái đau khổ, quên đi cái hận thù. Quý vị có nhớ không? Ta thường nói hận thù. Mà hận là gì? Là khi mà mình ghét cái người đó mà không có bỏ qua, rồi mình để trong lòng. Lâu ngày cái đó nó tô đậm, nó in ở trong lòng mình nặng, nó thành nó hận. Mà khi mình mà mình hận quá rồi mình muốn làm gì? Mình phải báo thù để rửa hận. Tức là mình tìm cách mình hại người đó. Nhưng mà ở đời mà luật pháp, mình hại người ta, ta chết. Nhưng mà thế nào mình cũng phải luật pháp trị mình lại. Tại vì cái đó là cái cuộc sống, luật nó là như vậy. Rồi mình ở trong những cái tù tội, lúc đó mình hối hận. Cho nên thưa đại chúng, khi mà mình quên đi, thường thường mình hay lấy cái người ta làm trật, người ta nói sai để mình tự mình làm khổ mình. Cái câu nói người ta nói xong người ta đi về rồi, mình lấy câu đó mình làm khổ mình, làm khổ mình ngày và đêm. Cho nên có một vị hiền triết mới nói, người đời hay lấy những điều sai lầm của người khác đối với mình để tự trừng phạt mình. Cái câu người ta nói đó mình đem về mình ngủ không được, nhớ tới là ăn cơm ngon. Đang ăn cơm ngon vậy đó mà nhắc tới câu nói cái người đó, cái là tự nhiên mình nghẹn, mình ăn không nói nữa. Mình nhớ tới người đó mình ngủ không được nữa. Thậm chí mà hai người bạn đang vui vẻ mà nhắc tới tên người đó cái tự nhiên mình đổi sắc, mình đổi hình, mình đổi cái cách. Cho mình quên cái gì nữa? Mình quên đi những cái khuyết điểm của người khác. Tại vì mình quán chiếu mình thấy con người ở đời ai mà không có cái lỗi. Thậm chí chúng ta, đôi khi chúng ta cũng có những lỗi lầm. Cho nên thưa đại chúng là trong nhà Phật có cái danh từ bố thí. Bố thí là gì? Là giving. Nhưng mà bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của vật chất. Nếu mà lỡ ai làm cái gì sai, mình tha cho người ta. Mình tha cho người ta là mình bố thí rồi đó. Bố thí cái lỗi lầm của họ. Nhưng mà khi mình bố thí lỗi lầm đó là mình cũng đang cứu khổ ai? Cứu khổ mình. Tại vì mình bỏ được cho người đó, mình hết khổ, mình hết buồn. Thưa đại chúng, hồi nhỏ và đi tu Phú Hòa chấp lắm. Chấp là gì? Là dính mắc. Một là một chứ không chịu một là hai. Người tu phải như vậy, người tu phải thế kia. Ai làm trật là Pháp Hòa bực bội lắm, thậm chí nói thẳng nữa. Nhưng mà sau nhiều lần á, mình càng sống thẳng thừng vậy, cái tự nhiên hình như xung quanh mình không còn ai hết trơn. Tại vì mình là một con nhím, gặp ai mình cũng bắn, riết ai gặp mình cũng né hết trơn. Từ đó thì mình phải rút, mình phải biết rút lại. Sống làm sao thật sự mình có biết người ta thương mình không? Người ta có biết mình có biết không? Trong cuộc sống mình dễ biết lắm. Người ta gặp mình mà người ta, chị khỏe không, anh khỏe không, hay là lâu lâu người ta còn phone thăm mình. Mà ở đời nó khổ lắm, không ai phone thăm mình hết cũng buồn. Mà ai phone hoài nó mệt ghê vậy, tối ngày phone hoài.
Và nhiều lúc mình còn nói khổ lắm, phone hoài kiếm hoài nhưng mà không ai phone cũng buồn. Nhiều khi người ta xin số phone rồi quá trời, cho quá trời mà không thấy ai phone trên. Cho nên khi mình sống á, mà mình biết có uyển chuyển, khi mình chấp nhiều nào á, trong đầu mình nó để cái đó rồi tối mình chim bao. Rồi mình giận một người bạn phải không, mà người bạn nó chưa hề xin lỗi mình, mình chưa tha thứ, trời ơi chim bao thấy gây lộn với người đó hoài. Và đến khi nào mà cái người đó xin lỗi mình rồi, tự nhiên người đó không còn xuất hiện trong giấc chiêm bao mình nữa. Cho nên quên đi những cái điều lỗi lầm của người khác cũng là một cái cách mà cho chúng ta giải thoát cho mình. Chữ giải là mở, thoát là vượt ra. Cho nên đừng có đợi chết mới vãng sanh. Có nhiều người nói nguyện cho con mai mốt chết được vãng sanh. Rồi đại chúng ngay bây giờ sống mà không chịu vãng sanh, chết đi gì nói. Chữ vãng nghĩa là gì? Chữ vãng nghĩa là đi đến. Chữ sanh nghĩa là sống. Đi đến một cái đời sống mới gọi là vãng sanh. Ví dụ như hồi đó mình ở Việt Nam khổ quá trời luôn, mình kiếm chiếc tàu để vãng sanh. Qua được cái mấy cái trại tị nạn là mình cũng được vãng sanh. Mà vãng sanh gì? Hạ phẩm hạ sanh. Giống như trong kinh nói là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Hạ phẩm hạ sanh hay là trung phẩm trung sanh. Đến khi nào mình được giấy tờ mình định cư qua ở nước tự do rồi thì gì? Thượng phẩm trung sanh. Rồi bắt đầu phải đi làm, chịu cực nhọc đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình ở Việt Nam, nuôi gia đình ở đây. Ngày nay nhà cửa có, xe cộ có, con cái thành tài. Bây giờ mình bắt đầu già nua rồi bắt đầu hưởng phước. Thôi ai làm gì làm, có nhớ, có buồn phiền gì nữa hết. Bây giờ mình làm má chính phủ, mỗi tháng chính phủ đưa tiền thẳng vô 800-900. Sướng thấy mồ vậy mà không sống. Phải hòa chọc mấy bác bên Mỹ hoài vậy. Đi bác nào mà đi Việt Nam chơi với nó cha, tháng này con trai Obama cho tiền đi chơi hơn. Thì quý vị cứ nghĩ con có phải mà mấy bà già mình, ông già mình đây là má ba của chính phủ không? Nếu như mình ở bên Việt Nam chắc gì mình được vậy không? Làm sao mình có tiền được như vậy? Làm sao mình có cuộc sống được như vậy? Thì nếu mà mình biết quán chiếu, trời ơi đây là cái hạnh phúc, thì tự nhiên mình hạnh phúc à. Cho nên hạnh phúc không ai cho mình, mà hạnh phúc là tự ở trong lòng mình biết suy nghĩ cái công việc đó nó nhẹ nhàng. Thí dụ như người ta tới, người ta nói chị, em góp ý với chị một chút nha, chị làm này. Thì mình đừng nghĩ cái đó là người ta sửa lưng mình, mà mình nghĩ rằng cái đó là người ta góp ý với mình, người ta làm cho mình tốt hơn. Thì tự nhiên mình sẽ tiếp nhận cái điều đó và mình sẽ nhẹ nhàng với người đó. Còn nếu mình nghĩ là người ta sửa lưng mình, cái là tự nhiên mình gặp người đó, cái tự nhiên mình có cái gì đó nó lựng cựng với cái người đó. Thưa đại chúng, mỗi lần Pháp Hòa mà nói mấy thầy mấy chú gì, Pháp Hòa hay phải đính chánh nha. Thầy không có la nha. Thầy chỉ nói để mấy đứa biết mà sửa nha, chứ thầy không có la nha. Khổ vậy đó. Thầy nói để thôi người ta hiểu lầm là mình la, mà thiệt sự là cái tâm ý mình không có gì muốn sửa cho cái người đó tốt hơn. Đặc biệt là một người thầy, một người cha, một người mẹ là không bao giờ muốn con mình dở. Và mình ghét bỏ gì con mình thương mình mới sửa. Cho nên mỗi lúc mình nói thì phải nói cho rõ. Có một bài kinh đó, Đức Phật nói với các thầy đó, quá khứ không tri tầm, tương lai không ước hẹn, tuệ quán chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả tức là trả giá. Diêm Vương đã định canh ba chết thì chẳng cho ai chờ tới canh năm. Mình không thể nào nói khoan để tôi đi tiệc về rồi tôi chết. Không có. Có một bà cụ bảo quỳ trước tượng Phật, bà nói Nam Mô Di Đà Phật, bao nhiêu công đức con tu hành, con xin nguyện Phật cho con mai mốt đau dây chết giờ. Con chú tiểu chú ngang vậy, chú phóng ra phía sau tượng Phật, chú đứng, chú nói được rồi, về chuẩn bị đi liền.
Bà nghe vậy bà nói ô ô con quên, con chưa cưới vợ cho Út. Cho xin con, cho con xin đau một giây chết một giờ. Vậy mà hễ nói là chuẩn bị đi liền rồi bắt đầu mình có cớ mình đình trệ. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta thực tập. Ở trong Phật giáo là quan trọng là thực hành. Còn những gì chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta thấy, biết đều là lý thuyết. Nhưng mà không thể không có lý thuyết. Cũng giống như mình nấu ăn, không thể không có công thức. Đọc cái công thức, nhưng mà sau đó rồi chúng ta phải thực hiện những gì trong công thức chỉ. Và từ khi chúng ta thực hiện, chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà chúng ta là một người nấu ăn giỏi thì không nhất thiết đi đâu phải cầm cái quyển sách nấu ăn theo. Chỉ cần người ta nhờ mình vô nấu, mở tủ lạnh ra nhìn sơ là biết sẽ nấu món gì, căn cứ vào những gì đã có sẵn. Một vị thiền sư không bao giờ đi đâu cũng cầm tọa cụ bồ đoàn để chứng minh mình là thiền sư. Vì thiền sư là biết thiền rồi thì ngồi đâu, đứng đâu, làm gì cũng thiền hết. Một người niệm Phật mà đạt tới đỉnh cao của niệm Phật là thân tâm nhất như với câu niệm Phật thì không nhất thiết lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần. Một bác sĩ giỏi thì không lúc nào cũng đi đâu phải có cái kéo kèm ống chích theo. Vì khi người ta té, ông biết cách nào để đỡ lên cho người ta. Ví dụ biết ta gãy xương thì biết làm cách nào đó. Cho nên một cái người mà đã đi tới cái chỗ thuần thục thì tự nhiên sống được như vậy. Và nhờ đâu? Nhờ sự thực hành. Cho nên trong Phật giáo quan trọng nhất là chuyện thực hành. Cho nên chúng ta thường có cái câu tu hành đó. Chữ tu là chúng ta tiếp nhận. Bởi vì tu là phải học. Tu học, tu hành. Muốn tu là phải học. Muốn sửa là phải học. Học cách sửa, sửa làm sao? Rồi bắt đầu hành. Thưa đại chúng, mà có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tu là cạo đầu như quý thầy, ăn chay như quý thầy, không cần. Tu là chúng ta chỉ cần xác định mình là người đệ tử của Phật, đang tiếp nhận những pháp môn mà Đức Phật dạy mình để mình chỉnh sửa những cái tật của mình. Chỉnh chút thôi là đỡ liền à. Này, cái ly nước này nè, để vậy nè, nó méo xẹo nhìn nó xấu, chỉ cần lấy cái tay chỉnh nó vậy thôi nó ngay. Con người mình y hệt như vậy đó, chỉ cần chỉnh cách ăn nói của mình chút thôi là mình dễ thương. Chỉ cần chỉnh cái cách mà mình đối xử với người ta thôi là mình dễ thương. Cũng giống như mình ăn một cái tô súp mà nó lạc, chỉ cần một chút muối thôi là tô súp nó ngon liền. Mà lỡ tô súp nó mặn quá, chỉ cần vắt một miếng chanh vô thôi thì tô súp nó nhẹ lại liền. Vì chất chua nó làm giảm chất mặn. Mà nếu ai không ăn chua thì chỉ cần có một miếng nước sôi để vào thôi, tự nhiên nó ngon liền. Ở Việt Nam có một số người, người ta ghiền bột ngọt. Mà đi ăn ngoài tiệm nấu không đủ bột ngọt, đi đâu cũng xách gói bột ngọt theo. Vô kêu một tô phở, tô bún gì là móc gói bột ngọt để vô quậy đều lên là ngon. Thì mỗi người chúng ta nên có một gói bột ngọt kiểu đó. Giờ thưa đại chúng, cái chữ bột ngọt đây muốn nói là gì? Là cái sự tỉnh thức chánh niệm của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào, hễ mà lạc thì chúng ta thêm, hễ mà mặn thì chúng ta giảm. Mà cũng thêm, thêm cái gì? Thêm miếng nước, thêm miếng chanh để nó giảm cái mặn, để nó giảm cái ngọt. Hễ mà nó lạc quá, thêm miếng muối, thêm miếng đường thì nó vừa ăn. Và có những lúc khi mà chúng ta thêm, nghĩa là chúng ta bớt. Thêm cái gì? Thí dụ như chúng ta thêm giờ ngồi thiền thì chúng ta bớt thị phi. Chúng ta thêm là mỗi tuần chúng ta thêm 2 tiếng đồng hồ đi chùa thì chúng ta đỡ được tiền đi shopping. Chúng ta chỉ cần giảm 1 điếu thuốc, 2 điếu thuốc mỗi ngày thì chúng ta sẽ giảm được cái tiền. Không ai bắt mình phải bỏ thuốc ngay, nhưng mà chúng ta nên tập giảm là vừa. Mà ngay bây giờ quý vị thấy không, mở gói thuốc ra cũng có một câu khai thị đàng hoàng: breast cancer, lung cancer. Trời ơi, cái câu thiền ngữ nó nằm ngay chân gói thuốc á. Mở ra thấy vậy mà vẫn lấy bỏ vô miệng.
thì mình, hay là mình thấy rằng một cái ly rượu, hay là một cái, bây giờ mình thấy mỗi lần mà đi đánh bài về thua tiền là mình đã bực rồi, về nhà bị cằn nhằn nữa. Cho nên thấy mỗi lần mình đi đánh bài về là hoàn toàn không hạnh phúc. Thế thì tại sao chúng ta phải cứ làm một cái việc mà người ta khổ, mình bực, mình bực, mình tốn tiền, mình bực, mình phải nghe lải nhải. Thay vì mình đi chùa ha, mình đi làm việc thiện á, vợ cũng sẽ tụng mình, nhưng mà tụng kinh chứ. Kinh này là kinh thiện, kinh thập thiện. Còn mình mà đi đâu mà không đúng rồi về, cái vợ cũng tụng, mà tụng mấy kinh này mình không thích nghe. Ở chùa hay đùa với nhau là tụng, tụng kinh, bị la là cũng một hình thức tụng kinh. La từ sáng tới chiều là khai kinh rồi kinh rồi, tới tối rồi đi ngủ kêu hồi hướng. Thưa đại chúng, thì chúng ta nghe cái bài kinh của Phật: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là chữ quán là gì? Quán là nhìn sâu. Khi chúng ta biết lấy cái trí tuệ để chúng ta nhìn sâu vào mọi sự mọi vật, thì chúng ta sẽ biết buông bỏ bớt. Và tiếng Việt mình rất phong phú nha. Buông nè, bỏ nè, dục nè, quăng nè, liện nè, vất nè. Mình muốn xài chữ nào xài, cái nào cũng hạnh phúc hết. Mình qua xây qua đây mình nói quăng, qua anh kia mình nói dục, qua anh kia mình vất, tới đó mình bỏ, mình liện, cái nào cũng làm cho mình nhẹ hết. Không ai bao giờ muốn để bịch rác hôi trong nhà. Và trên thực tế là nhà nào cũng có thùng rác. Sự thật là ai cũng có những cái nỗi niềm. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta biết được những nỗi niềm đó, đã tới lúc nó lên meo rồi, thì chúng ta bắt đầu phải cột bỏ nó bớt. Hồi sáng này chùa bị complain, hàng xóm complain. Hàng xóm ghi một tờ giấy thiệt bự gửi qua chùa: tại làm sao mà những người hàng xóm ở đâu không biết mà cứ tới moi cái rác của chùa hoài. Hàng xóm bực quá. Bởi vì nửa khuya anh cũng tới, ban ngày ban đêm anh tới, mà mỗi lần anh tới anh đưa, anh mở mấy cái bao rác ra rồi là anh để lung tung. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc trong chùa hoài, mấy thầy mấy chú, ai đi đổ rác làm ơn bỏ thẳng vô cái thùng rác, đừng có để ở ngoài. Rồi bây giờ phải làm theo cái ổ khóa nữa, khóa chặt lại, đừng để rác nó bay mùi. Đó, thì hôm nay chúng ta học một cái bài học là con người của chúng ta có một cái thói quen, một cái tật là chúng ta cứ quên những gì chúng ta cần nhớ, mà cứ nhớ những gì cần phải quên. Mình đi ngược vậy đó. Quý vị, bây giờ quý vị, nãy quý vị tụng bài kinh, quý vị thấy hay không? Bài kinh hay quá chừng. Thôi thì bây giờ thấy câu nào hay á, đừng có học nhiều, học cứ một lần 4 câu được không? Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Rồi mỗi lần cái gì mà nó xảy đến với mình, tự nhắc mình câu vậy đó. Rồi bữa nào mà mình đi theo những cái bóng dáng mà mình kêu là hạnh phúc thì nhớ gì? Suốt ngày rủi rong tìm bắt. Mình tối ngày mình cứ đi tìm những hạnh phúc, cái bóng dáng. Cho nên thưa đại chúng, cái bài kinh nãy mình tụng đó, bài kệ, bài sám nãy mình tụng đó, quý vị học bằng cách là mình chia đoạn ra học, hay là 4 chữ, 4 câu. Học cứ học như vậy thôi, mà thay vì mình phải nhớ những cái gì mà người khác, nổi cái bài quy nguyện thôi. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, hai câu thôi. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Từ bi mà diễn đạt bằng hai câu đó đó. Bởi vì bản chất của chữ từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bản chất của chữ bi nghĩa là giúp người ta giảm khổ. Cho nên mình nói miệng hoài từ bi mà không biết từ bi thực hiện bằng cách nào. Thì bây giờ diễn tả, kinh đã cho mình hai câu đó một cách thiết thực.
Từ là sáng cho người thêm niềm vui, bi là chiều giúp người bớt khổ. Cứ sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ là hạnh phúc lớn. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho thân thể kiện khương. Thân thể mình kiện khương là vì chúng ta biết sống an hòa, quân bình với cuộc sống. Xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn về cái sự. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất là một phải không? Dạ là đêm. Hiền giả là cái người biết sống, cái người đang tu tập. Cái người đang tu tập mà tu tập pháp môn gì? Pháp môn này là sống mỗi ngày, chứ không có ngày hôm qua mà cũng không có ngày mai. Sống an trú trong giây phút hiện tại. Thưa đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là hôm nay là ngày mấy, thì cái chữ hôm nay là ngày mấy nó liền thành quá khứ. Quá khứ nó đi qua từng giây mà, từng sát na mà. Thì Pháp Hòa nói chào bác, thì cái chữ chào bác nó liền lập tức nó đi vào quá khứ. Vậy thì cái quá khứ mình nắm bắt không được, cái tương lai mình cũng không nắm bắt được, mà thậm chí cái hiện tại cũng không nắm bắt được. Cái hiện tại là tức tắc là nó đi ra quá khứ. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Thấy nó như là, chứ không có. Mọi sự diễn biến như là, đang là, chứ không có thêm thắt gì nữa. Cho nên tiếng Anh nói rất là rõ, dwelling. Dwelling, ngay giây phút, trụ trong giây phút này. Dwelling in the present moment. The past already passed, the future not yet come. Present moment is a wonderful moment. How can it become wonderful? Because you know how to live, drowning yourself in the present moment. Mà cái present là cái gift, hiện tại là món quà. Tại vì tiếng Mỹ là present và gift là một chữ. Vậy là present is a good present. Cái sự hiện tại là một cái món quà tốt nhất, is a good gift. Và mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống là chúng ta nhận được một thùng quà. Cái thùng quà này đã có 24 giờ trong đó, 24 món trong đó. Và tùy nghi chúng ta sử dụng. Chúng ta sử dụng như thế nào để món quà này không trở thành vô nghĩa. Có nhiều ngày chúng ta cứ la cà sau đó mà hết ngày. Trời, hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ. Chúng ta cứ bận la cà vì hai chữ thị phi, rồi tốt với xấu nó đè nặng vai mình như hai cái gánh nặng như chì. Ngày hết rồi, đêm hết rồi, thì thử hỏi chúng ta được gì trong đêm vắng. Chúng ta quên hẳn đi một ngày vui có nắng ấm, có lá vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi mà tái đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Rồi cuối cùng chúng ta tìm ra một chân lý là tốt với xấu làm sao cho mẫn tiệp. Cái xấu mà mình nêm, mình kêu nó là xấu mà lại tốt của người. Cái tốt của người lại là cái xấu của mình. Thì vậy thì trên đời này tốt xấu phải trái không bao giờ nó mẫn tiệp, nó đi được với nhau. Cái mình cho tốt thì người ta cho xấu, thì bận lòng gì. Thôi thì bây giờ cái gì nó xảy đến thì chúng ta nhận nó như là. Không có một đứa con nào nó muốn nó dở hết, đứa con nào nó cũng muốn nó tốt hết. Nhưng mà có nhiều khi cái môi trường, bạn bè, cuộc sống đã đẩy nó vào đó. Mình làm cha làm mẹ, mình không ôm ấp được nó, mình không có bảo bọc được nó, thì xã hội này ai ôm nó nữa. Cho nên giờ đứa con nó nhó như thế nào thì cái người đầu tiên phải ôm ấp và chấp nhận nó là cha mẹ và gia đình. Thậm chí có những đứa nó bệnh hoạn, nó khù khờ, nó thiếu thông minh, nó chậm lụt, mình cũng phải ôm nó vì nó là của mình. Nhiều khi nói theo Phật giáo là gì? Nghiệp của nó mà nợ của mình. Cái nghiệp nó phải gánh. Rồi giờ nó về đây mình không thể gánh nó thay thế những cái đó, nhưng mà mình không buông nó được thì mình phải lo cho nó, mà lo cho nó là mình nợ nó.
mà nó phải chịu những cái đó là nợ của nó. Mà mình với nó không có duyên sao tự nhiên nó tới với mình. Cho nên trên đời này ắt hẳn phải có cái duyên. Nhưng mà duyên gì? Nếu chúng ta buồn phiền tức tối la rầy nó hoài thì mình tạo cái ác duyên, cái nghịch duyên với nó. Còn mình chấp nhận nó, hoan hỷ chăm sóc nó, tự nhiên nó làm cho cuộc đời mình nó thoải mái hơn. Vẫn lo nó mà không có gì buồn hết, vì nó là con mình. Từ 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 cái nghiệp đó nó giải. Cho nên chuyển cái nghiệp thành cái nguyện là vậy đó. Thay vì mình phải khổ đau mình chăm sóc, bây giờ mình nguyện mình chăm sóc. Cảm ơn đại chúng đã cố gắng tranh thủ thời gian của mình mỗi tuần để đi chùa. Và thưa đại chúng, làm sao cố gắng, thật là cố gắng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta biết sắp xếp là mọi việc nó sẽ vào khuôn. Mỗi ngày của chúng ta, chúng ta đều là những người đang sống, đang nói, đang làm việc, đang tư duy. Mà nếu như có chánh niệm thì chúng ta sẽ nói năng, hành động, tư duy bằng cái nghiệp lành, thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Còn nếu không khéo, chúng ta nói, làm, suy nghĩ bằng những cái ý niệm xấu, làm xấu, nói xấu, thì việc đó gọi là nghiệp xấu, nghiệp ác. Chữ nghiệp nghĩa là những việc làm chúng ta thường làm. Thí dụ ngày nào mình cũng sáng đúng giờ đó đi làm, rồi mỗi ngày công việc nó đều đặn như vậy, cũng là nghiệp. Đi nghề nghiệp mà, đi làm mà, thì cái việc đó nó thuần thục như vậy là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu người nào nói năng không có chánh niệm thì cũng trở thành một cái nghiệp của nói năng. Cho nên nghiệp không có xấu, cái chữ nghiệp bản chất nó không có xấu, chỉ là một việc làm thôi, một hành động thuần thục. Nhưng thuần thục tốt thì gọi là nghiệp lành, thuần thục xấu gọi là nghiệp ác, thế thôi. Vậy thì đạo Phật dạy cho chúng ta mỗi ngày cố gắng sống như thế nào để mình thuần thục cái nghiệp lành, đừng tạo những cái nghiệp xấu. Thí dụ mình nói việc gì mình thấy biết rõ ràng hả, nói đừng có dựng chuyện, đừng có đổ thừa, đừng có vu oan, đừng có gọi là nói những cái lời bất hòa. Thì như vậy thì tự nhiên tự mình làm một cái nghiệp thiện cho mình là không nói những cái lời đó, rồi mình cũng không gây những cái tư tưởng từ mình qua tới người khác, làm cái nghiệp của mình suy nghĩ đó cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thay vì người đó chưa từng bao giờ nghĩ việc đó, cái mình đi nói cái điều đó làm cho cái người đó phải nghĩ giống mình, thì lâu ngày nó lây la ra thì nó thành cái nghiệp chung. Mình cho nên người Việt mình hay nói đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình gần người nào mà nếu họ sống bằng cái nghiệp thiện thì mình lấy cái thiện của họ, mình gần người cái người mà nghiệp xấu thì mình lấy cái nghiệp xấu của họ. Cho nên không có ngày nào mà chúng ta mở miệng ra là tạo nghiệp, cái điều đó đúng đó, không có gì sai hết đó. Nhưng mà nghiệp thiện, nếu người đó luôn luôn nói những lời lành, còn nếu mà người đó luôn luôn nói ra những cái lời vu oan, những cái lời áp đảo, những cái lời dựng chuyện, thì người đó tạo nghiệp xấu. Cho nên có nhiều người đấy, thí dụ có những người nói ra cái là những cái lời thiện lành, cái mình cũng nói anh đó mở miệng ra là tạo nghiệp, không có gì sai cũng được đó, nhưng mà nghiệp tốt. Còn nếu mình mở miệng ra mà nói những cái lời không hay thì gọi là nghiệp xấu. Cho nên rồi cái cách suy nghĩ của mình đó, bây giờ mỗi ngày nè, sáng nè, thiết thực nhất nè, sáng ngủ dậy trước khi mình vừa bước ra cửa đi làm, trong tâm mình khởi niệm đi, cầu nguyện, nói theo người nhân gian của mình á, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho ngày hôm nay mọi người được khỏe mạnh. Còn Phật giáo, Đức Phật dạy mình khởi tâm từ bằng cách là mỗi ngày ngủ dậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta khởi niệm, xin cho tôi ngày hôm nay được bình an, xin cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an. Đó là cái cách mình khởi niệm thiện. Mà Đức Phật dạy cái đó gọi là khởi tâm từ, hay là gọi là rải tâm từ. Rải tức là mình tung ra, mình đưa ra. Rải tâm từ là mình đem cái tâm mình ta trang rải cho mọi người. Mà trước hết là phải tâm từ với mình mong cho tôi ngày hôm nay được vui vẻ,
mong cho mọi người xung quanh tôi ngày hôm nay được vui vẻ. Sáng nào mình làm vậy là mình đang thực hiện cái gọi là nghiệp thiện đó. Mình không có khởi những cái niệm xấu. Cho nên có nhiều khi quý vị đừng nghĩ là giây phút nào mới là tạo nghiệp. Bất cứ giây phút nào mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động mà thiện gọi là tạo nghiệp thiện. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Nhưng mà nếu mà mình không có khéo thì cái sự suy nghĩ đó trở thành một cái ý nghiệp của bất thiện. Mà cái ý nghiệp bất thiện nó sẽ tạo nên lời nói và hành động bất thiện. Vậy thì Đức Phật dạy chúng ta tu là tu cái gì? Sửa cái tư duy đó, sửa cái cách mình suy nghĩ tiêu cực, sửa cái lời nói không dễ thương đó, sửa cái hành động kỳ cục đó. Chỉ cần sửa những cái đó là tự nhiên mình cũng thấy người mình giờ nó hết kỳ cục rồi nè. Rồi người khác nhìn mình bây giờ cũng không có nói mình là cái người kỳ cục nè. Khi mình sửa là người ta nhận ra. Thí dụ như cái bức hình đó treo méo, người ta đi ngang người ta cũng thấy, ta nói này treo méo. Mà bữa nào ai thấy được cái hình, cái bức tranh đó treo nó méo, nó không ngay, ta chỉnh lại cái người khác đi ngang nói à bữa nay cái bức tranh này chỉnh sửa rồi nè. Con người mình vậy thôi à, mình không chỉnh sửa người ta cũng biết, mà mình có chỉnh sửa người ta sẽ biết. Mà người ta mình mà có ngay ngắn chỉnh sửa thì người ta ngắm nhìn, rồi cái kia người ta cũng nhìn ngắm, nhưng mà có cái lời phán xét. Thật sự ra mình sống là mình sống cho mình đó. Mình có nhiều người ta nói tôi bất cần ai nói gì, miễn tôi vui vẻ thôi. Nếu mình nói vậy thì cuộc sống này đâu có gì để nói, phải không? Là mình sống cho mình mà mình còn sống cho người, mình để cho người khác còn. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nói đơn giản là ngày Đức Phật qua đời. Nói đơn giản là vậy. Còn nói theo cái chữ nghĩa nhân gian là ngày chết. Nhưng mà xưa giờ á, người đời á, dù là một người đời hay một người trong đạo, ai cũng phải đi tới con đường này. Đức Phật là người thầy giác ngộ, nhưng mà giác ngộ tự tâm, chứ còn Ngài vẫn mang một thân tướng như chúng ta, vẫn mang cái thân tứ đại như chúng ta, cho nên Ngài cũng phải chịu cái cảnh già bệnh và qua đời. Nhưng mà thay vì đối với Đức Phật chúng ta nói Ngài Phật qua đời, Ngài Đức Phật chết, Ngài Đức Phật lìa trần cũng không sao hết. Nhưng mình có một từ nữa để nói đến cái trạng thái bình an vĩnh viễn của Đức Phật, gọi là chúng ta thường gọi là nhập Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là khi trạng thái trong tâm mình không còn khổ lụy vướng mắc, gọi là Niết Bàn. Bất cứ giây phút nào mình cũng có Niết Bàn. Ví dụ mình uống một ly trà nóng thơm ngon, trong cái lúc mà đang trời lạnh có một miếng nước nóng uống về nó ngon ơi là ngon, mà không luận là trà gì hay là phải là nước trà, miếng nước nóng uống ấm là được rồi, thì uống nước là uống nước trong Niết Bàn. Khi mình đói bụng có một miếng bánh mình ăn đỡ đói, ăn miếng bánh đó là ăn bánh trong Niết Bàn. Vì chữ nơ, nirvana, chữ Niết Bàn là mình âm từ tiếng Phạn là nirvana, thì cái chữ nơ trong tiếng Phạn gọi là nô, mà chữ nirvana là những cái gì gọi là negative. Giây phút nào no negative là Niết Bàn, là nirvana. Vậy thì khi nào tâm mình không có buồn giận là Niết Bàn, khi nào mình không còn phiền trách ai là Niết Bàn, khi nào không có tức tối ai là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chốn đợi mình chết mình mới tới, mà Niết Bàn là một cái giây phút tâm mình bình an. Mình đau khổ và bây giờ mình hết, mình vượt qua được cái khổ đau đó là Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày Phật chết mới kêu là Niết Bàn đâu. Đức Phật luôn có Niết Bàn trên 24 tiếng. Nhưng mà chúng ta dùng cái từ là Phật nhập Niết Bàn, tức là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh. Tại vì Niết Bàn được dịch là tịch tỉnh,
Chữ tịch là gì? Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tỉnh là tỉnh giác. Chữ tịch tỉnh là một nghĩa khác của chữ niết bàn. Thí dụ như mình ngồi thiền, tâm mình lắng yên, không có một chút suy nghĩ gì khác nữa ngoài giây phút mình ngồi đó với hơi thở của mình, thì giây phút đó gọi là giây phút tịch tỉnh. Giây phút đó được gọi là giây phút niết bàn. Chờ mình gặp nhau, mình có chúc nhau, em chúc chị năm mới này lúc nào chị cũng có niết bàn. Tốt đó. Mà không có cái vui nào bằng cái vui của niết bàn. Tại vui niết bàn là vui bình an, vui bình thường. Còn thí dụ như có đại nhạc hội mình mới vui, hết đại nhạc hội mình buồn. Mấy cái niết bàn đó, niết bàn tạm lắm, chỉ có giây phút nào thôi. Còn cái người tu mình ở một mình cũng có niết bàn, hai ba người cũng niết bàn, rửa chén cũng niết bàn, nấu ăn cũng niết bàn, làm gì chúng ta vẫn bình an trong cái trạng thái vắng lặng, gọi là niết bàn. Thì Đức Phật khi ngài 80 tuổi, ngài biết được sức khỏe của mình không còn thể kéo dài nữa, cho nên ngài đã đi đến một cái thành, một cái làng tên là Kushinaga. Bây giờ mình âm cái chữ đó là Câu Thi Na, thành Câu Thi Na. Cái địa danh đó bây giờ vẫn còn, người ta vẫn dùng cái từ đó, thành Câu Thi Na. Thì ở đó là một cái bộ tộc. Thì Đức Phật chọn nơi đó không quá gần những cái thành phố lớn. Trong khi đó Đức Phật đệ tử là vua chúa rất lớn như thành Xá Vệ, vân vân, mà ngài lại không chọn ở nơi đó để ngài mất, mà ngài chọn đi về một cái khu vực mà ngài chưa đến đó. Cho nên ngài đi đến cái khu vực Câu Thi Na đó, rồi dặn Ngạ Nan dọn chỗ sẵn hết để ngài lên đó ngài nằm. Và khi đó ngài mới dặn dò lại các vị đệ tử những lời sau cùng. Chúng ta gọi những lời sau cùng này là di giáo. Di là gì? Di là để lại. Giáo là lời dạy. Di giáo là lời dạy để lại cho người sau. Còn mình bây giờ là sợ chia của, cho nên mình phải để di chúc. Mình sợ bất hòa, cho nên mình để di chúc. Quý vị thấy không? Một người cha, một người mẹ để lại cho con á, không phải là cái di chúc chia của. Quý vị để lại cũng không sao, nhưng nhớ trong cái di chúc đó có một lời dạy gì cuối cùng. Ví dụ thôi, cái nhà của má bán ra chia 5 phần, cái hũ hột sòn của má có 24 hột, má có 6 người con chiên đứa mấy viên, không sao hết, cái đó cứ làm. Nhưng cuối cùng phải để một lời dạy: các con nên nhớ tiền của chỉ là vật chất, công khổ ba má dành dụm để lại cho các con là một món, làm cái của. Nhưng nhớ rằng tiền của chỉ là vật chất, khéo xài thì lâu, không khéo xài thì hết. Đừng vì tiền của mà anh em bất hòa. Anh em nào khá giả hơn, nhớ quan tâm tới người anh em khó khăn. Cái đó mới là cái di chúc của cái người mà có tuệ. Và của cái người mà mình biết rằng á, người xưa dặn á, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc. Mình để binh thơ, để sách vở lại cho con, chưa chắc gì con cái mình nó đọc. Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thụ. Để vàng của lại cho con, chưa chắc gì con cái giữ gìn. Chỉ một cái thôi, tích cái âm đức cho con, đó là cái kế trường cửu lâu dài. Cho nên mình có quyền để lại một cái di chúc cho con. Tiền của không có gì sai, nhưng với người học Phật hiểu biết, mình nên thêm một câu ở trong cái bài di chúc đó, là những lời dặn sau cùng của cha mẹ. Hay là trước khi mình chia của, mình viết một lá thơ: hôm nay ngày mấy tháng mấy, trong khi má còn đang rất tỉnh táo, má có mấy lời để nhắc nhở lại các con. Và thậm chí mình biết mỗi đứa con nó có những cái tật nào mà bình thường mình khỏe mình nói nó không nghe.
con thường ngày con ít có lắng nghe những cái lời má nhắc nhở. Mỗi lần má nói đến là con nổi cơn giận tức, vì vậy cho nên má ít khi nào có cơ hội nói hết những gì trong lòng má muốn nói với con. Có thể khi má mất rồi, má không còn, thì đây là những lời con có thể giữ lại để đọc, rồi mình mới nhắc nhở người con. Quý vị nào có đọc cái bài học, đọc cái quyển sách có tên là Bài Học Ngàn Vàng đó, ai có cái cơ hội đọc cái quyển đó của Hòa Thượng Thiện Hoa ngày viết đó. Ngày xưa có một ông vua đó, ổng đi bỏ ra ngàn lượng vàng để mua một cái bảo vật. Cuối cùng ông mua một câu thôi. Mà quý vị biết là bỏ ra ngàn lượng vàng mua một câu trong cái túi vải đó thôi. Cái câu đó là gì phải không? Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Có một câu đó thôi mà ông vua phải đi tìm khắp nơi khắp chốn, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để mua một câu đó thôi. Tưởng đâu là cái câu gì quý báu để mà dạy cho ông trị nước an dân. Cuối cùng là cái câu đó. Nhưng mà thật sự câu đơn giản đó mấy ai để ý quan tâm. Nhưng mà đến khi hữu sự thì mới thấy nó quả thật là chí lý. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Trước khi mình nói một việc gì cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Trước khi mình làm một việc cho ai, mình có suy nghĩ hậu quả không? Mà suy nghĩ đó tức là thiện nghiệp của cái ý, dẫn tới hành động là thiện nghiệp của thân, đưa tới lời nói là thiện nghiệp của miệng. Mà người mà sống có thiện nghiệp như vậy thì nhất định khi họ mất đi, thiện thú tức là cái nơi chốn thiện lành chờ đón họ. Cho nên á, Đức Phật để lại di giáo, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật không có để gì là hết à. Còn cái chuyện mà nói là Phật truyền y bát đồ cho đệ tử đó là một tín vật, một biểu tượng để cho người sau duy trì. Nhưng mà cái chính yếu, quý vị thấy không, y bát bây giờ của Đức Phật để đâu không biết không? Không ai biết hết. Vì sao? Vì cái đó là của vật chất. Có để tới cỡ nào đi nữa rồi, năm qua tháng lại, chiến tranh giặc giả, cuối cùng cũng mất, cũng đâu còn. Chỉ có cái gì còn? Chính lời dạy này 2600 năm nay vẫn còn đó, mặc dù nó chỉ là những chữ nghĩa. Còn cái y bát mà trong kinh nói là Đức Phật truyền y bát lại cho người này người kia đó, bây giờ có ai biết y bát nằm đâu đâu? Thì rõ ràng tất cả chỉ cái gì có vật chất, cái đó chỉ là tạm. Bây giờ quý vị nào qua Ấn Độ, quý vị đến thành Ca Tỳ La Vệ mà nơi Thái tử đã từng sống, bây giờ không còn gì hết. Những cái thời mà động đất, những cái thời đó hơn 2000 năm rồi, những cái thành đó nó chôn vùi ở dưới lòng đất. Sau này người ta mới khai quật lên được một số nền, những cái số cũ, rồi người ta dựa theo cái bản vẽ cũ đó, người ta cất lên một số gạch lên để người ta tạm thấy cái đây là cái nền của thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa. Rồi đây là cửa đông cửa tây, chứ thật sự nói thôi, chứ giờ tới đó là chỉ là một miếng rừng hoang đất trống, rồi có một số gạch vụn để đó, mà không phải chỉ một cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, mà rất nhiều chỗ. Cho nên mình mới biết á. Rồi bây giờ quý vị, như hồi xưa quý vị coi phim Bao Công đó, gọi là cái gì, phủ Khai Phong ở đời Bắc Tống, ở Lạc Dương. Bây giờ đi về cái vùng đó vẫn đi, mình vẫn tìm được phủ Khai Phong. Nhưng mà thật sự phủ Khai Phong đó là mới xây lại năm 2003, chứ còn toàn bộ cái phủ Khai Phong đó đã không còn gì hết. Những cái cơn lũ lụt, những cái trận chiến tranh không còn gì hết. Cẩu đầu đao, hổ đầu đao gì không còn gì hết. Tất cả chỉ là phục dựng trở lại để gọi là kỷ niệm. Chơi cái gì có hình tướng, cái đó hoại diệt và không bao giờ tồn tại. Chỉ trong từ hồi cuối tháng 2 cho đến giờ, biết bao nhiêu bệnh tật, biết chỉ một con vi trùng thôi
mà đã làm cho bao nhiêu chục ngàn người bệnh, bao nhiêu trăm người phải chết, rồi bao nhiêu người phải lung lay. Và chẳng những vậy, kinh tế thị trường ảnh hưởng, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Cái ông mà làm tượng Phật cho Tây Thiên á, ông viết thơ cho chùa, ông nói bây giờ hãng ổng không thể tính được là tổn thất bao nhiêu. Một cái rồi quý vị biết Pháp Hòa có những người Phật tử họ làm ăn qua lại những cái nước, mua đồ đạc, nhận đồ của người ta, bảo đảm sẽ giao hàng cho người ta. Mà bây giờ cái nạn dịch này, tất cả những cái con đường mà chuyển vận đóng cửa hết. Họ đang rầu là có thể đền cho những cái hãng khác bạc triệu. Tổn thất rất là lớn. Cho mình mới thấy là cái cõi đời này không có an. Không chuyện này cũng chuyện khác, không chuyện khác. Mà quý vị để ý coi, không có năm nào mà thế giới mình không có những biến động. Đó là nghiệp chung của con người. Vì vậy cho nên các đạo giáo có mặt để làm gì? Để khuyến thỉnh cái tâm của chúng ta sống như thế nào để giảm thiểu. Tại vì cuộc sống mà bất an một phần là do con người chúng ta, do con người mình, do cái cách sống của mình nó có tác động. Thí dụ như gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc, một phần cũng có mình trong đó, có cha, có mẹ, có con cái là những người tác nhân trong đó. Dĩ nhiên là có môi trường, có hoàn cảnh, có những cái bên ngoài, nhưng chính yếu là mình. Bây giờ người ta có nói gì đi nữa mà trong nhà mình tin tưởng với nhau, không nghi kỵ lẫn nhau, thì chúng ta ít giảm đi cái phần gọi là hiểu lầm, tranh cãi. Thì thưa đại chúng, Đức Phật đã để lại những lời dạy. Con người chúng ta đa phần ít khi nào để lại những lời dạy cho con cháu. Mà phần lớn là mình sợ con cháu gì có của mà phải tranh giành cho nên sợ lắm. Lúc còn khỏe là bắt đầu phải viết sẵn những di chúc đó. Nhiều khi có một cái nhà thôi mà biết bao nhiêu chiến tranh xảy ra từ một cái nhà đó. Nhờ nhiều khi cũng miếng đất cha mẹ còn để lại thôi mà giờ tranh giành. Cho nên mình mới thấy rõ, nhiều khi có của nhiều cũng chưa chắc là bình an. Nó cũng là cái nguồn cội để mà bao nhiêu những cái chiến tranh xảy ra trong gia đình. Và đối với Đức Phật, Đức Phật để lại, cho nên trong kinh á, những lời Phật gọi là di giáo, những lời dạy, những để lại những lời nhắc nhở dạy dỗ. Đây là di giáo của Đức Phật. Thật ra dài lắm. Pháp Hòa trích một vài câu. Có Pháp Hòa nhớ có một năm nhằm cái lễ Niết Bàn, Pháp Hòa cũng có chia sẻ. Và hôm nay tiếp tục trích một đoạn khác để chia sẻ với đại chúng. Đây là lời dạy của Phật. Này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời, các vị phải trân trọng, cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, kẻ mù được thấy. Ở trong cuộc sống con người, dù là đời hay đạo, chúng ta đều phải có những cái luật. Người tu phải có luật giới của người tu. Người đời cũng có luật lệ của người đời. Ví dụ mình đi xe, có luật của đi xe, đi đường. Mình làm ăn phải có luật của làm ăn. Như vừa rồi Pháp Hòa nghe, có những nơi thấy người ta ùn ùn đi mua gạo, tăng giá gạo lên từ một bao 40 đồng thành bao 80. Thì những người mà người ta biết được cái chuyện gọi là phạm luật trong làm ăn, người ta thưa. Thế là mình rõ ràng mình không có một cái, mình không có chữ luật giới là gì. Giới luật được dịch nghĩa là đạo đức. Mình làm gì phải có cái luật của nó. Ví dụ như mình mở tiệm làm ăn, mình lấy người ta 10 đồng một cái tô cháo, mình phải nấu làm sao cho nó xứng đáng với tô cháo mình bán ra. Chứ không thể chặt khúc nấu nhừ đem ra miễn cho có lấy 10 đồng ngon hơn. Không được. Mình làm như vậy lâu ngày nó tổn giảm cái phước, mất khách. Người ta ăn người ta biết chứ, người ta là người sành điệu mà, người ta bỏ tiền ra người ta ăn, người ta đâu có dạy. Nhưng mà mình làm vậy cái mình mất khách. Hiện đời là mất đi cái phước là không có khách, mà mình mất đi cái đạo đức trong cái phương diện làm ăn. Thì ở đây cũng thế, chữ giới luật nghĩa là đạo đức. Người sống chúng ta cần phải tuân thủ một luật lệ nào đó để giữ cái đạo và cái đức cho mình. Cho nên trong cuộc sống á, quý vị nhìn á, con chim, con kiến, nó đều có luật lệ của nó hết.
Vì sao? Nó đi có đàn, có ngủ, nó đi ngay tấp. Con người mình cũng vậy. Pháp Hòa ví dụ như tại sao mỗi bữa tụng kinh mình phải xếp mấy cái tọa cụ bồ đoàn cho ngay, để mọi người ngồi theo thứ lớp. Mà ngồi theo thứ lớp tức là chúng ta sống có trật tự. Bây giờ mình dọn mình không để gì hết thì tự nhiên ta không có biết đường đâu ta ngồi, thì ta ngồi tá lả hết. Ta ngồi người trước người sau, như mấy cái lễ lớn mình dẹp hết thì mọi người ngồi chen chúc với nhau, không có ngay hàng thẳng lối. Còn nếu mà mình để một cái gì đó, cho nên mình đi tới đâu mình phải để ý người ta làm như thế nào ngay ngắn. Nhất là quý vị qua Nhật, quý vị đi qua bên Nhật á, hay là qua bên Hàn Quốc á, ở trước cửa chùa của Nhật á, người ta làm một cái miếng gỗ. Mình bước lên cái miếng gỗ đó, mình tháo đôi giày mình ra, rồi mình cầm đôi giày mình để trên cái kệ, rồi mình đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vô chánh điện. Mình sợ dơ chân, người ta đóng một miếng gỗ cao khỏi mặt đất để mình bước lên cái miếng gỗ đó mình đi không dơ chân, nhưng mình phải để đôi giày lên thứ lớp. Hoặc là có khi mình quay lưng lại để có đôi dép cho ngay, rồi sau đó vô chùa, để một lát khi mình đi ra là mình sọt hai cái chân mình vô mình đi thôi. Còn ở bên Hàn Quốc, chánh điện tất cả người Phật tử không được đi vào cái cửa chính, đều phải đi bằng cửa hông. Rồi mình tới đó mình không có để ý gì hết, mình cứ a dùm a sang mình vô, thì người ta la mình, hoặc là người ta nhìn vô ta biết cái người này. Có nhiều chỗ người ta để bảng luôn mà bất cần. Thế nên mình ở đây người ta để bảng cấm đậu xe hay là cấm làm gì gì đó, mình phải tuân thủ. Thì người sống á, cái người ngay thẳng, cái người chân thật á, thấy cái gì người ta không cho là không làm. Ví dụ như những cái cửa ta khóa, khóa cho người ngay hay người gian? Cửa khóa là khóa người ngay hay gian? Khóa người ngay. Cái người ngay thẳng chân thật, người ta cầm vô cái tay, người ta gật gật vậy, ồ cửa khóa ta đi. Còn kẻ muốn đập cửa đó rồi á, 10 cái cửa vậy nó cũng đập được. Cho nên khóa là khóa người ngay. Cái tủ tiền ta để, ta lóc cái đơn sơn cái thôi, cái người ngay ta lại ta thấy khóa là bây giờ ta đụng. Còn người gian phải đụng đụng vô cái mở không, rồi thậm chí còn ngó ngó nhìn nhìn coi có cách nào nại nó không. Chứ cái gì mà người ta làm ở trong xã hội này tất cả đều là thứ lớp, để cho nó có cái trật tự. Thì ở trong chùa hay là ở đâu cũng thế, nó đều có cái trật tự của nó. Vậy cho nên đối với người xuất gia, Đức Phật dặn điều đầu tiên nhất là phải giới luật. Thậm chí Ngạ Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn qua đời rồi, chúng con không còn thầy để nương tựa, vậy chúng con cần phải nương tựa vào ai? Đức Phật trả lời sao quý vị không? Quý vị hãy nên nương tựa vào giới luật, lấy giới luật làm thầy. Tại sao? Tại vì ví dụ bây giờ Đức Phật mất, có một thầy nào khác thế Phật thì cái vị đó có mất không? Cũng phải mất. Cho nên chỉ có nương tựa giới luật, luật lệ đã quy định, chúng ta nương vào đó thì không sai vào đâu được. Còn mình nương vào bất cứ người nào, người đó thủy chung cũng vô thường, cũng sanh già bệnh chết, rồi làm sao mình nương tựa mãi mãi và vĩnh viễn được. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng nói, quý vị đừng có nương tựa vào ai, mà quý vị phải nương tựa vào chánh pháp. Cho nên khi Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp, Pháp Hòa hay mượn những bài kinh. Vì sao? Vì mượn những bài kinh để làm cái nền tảng, rồi mình khai triển, mình nhắc nhở thêm, mình chia sẻ thêm. Còn tất cả phải lấy nền tảng trên lời Phật dạy làm cái quy định. Cho Đức Phật nói, các vị phải tôn trọng và cung kính giới luật như người nghèo được của, như người mù được thấy. Người sống mà có đạo đức, đó là cái tài sản quý nhất của mình. Vì sao? Vì đi tới đâu cũng không bao giờ bị người khác chê bai, coi thường. Vì mình sống lúc nào cũng có cái căn bản đạo đức. Cho nên căn bản nhất của người Phật tử là giữ năm giới. Điều thứ hai, này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng dông ruổi theo cảnh trần dục lạc. Năm giác quan là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thường thường mình nói sáu giác quan, nhưng ở đây Phật nói năm. Tại sao không nói ý? Bởi vì cái ý là cái ẩn bên trong không thấy. Năm giác quan là năm cái mình thấy,
mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cái này gọi là năm giác quan. Và năm cái giác quan này á, nó có năm cái đối tượng của nó. Thí dụ mắt thì cái gì? Thấy sắc, thấy hình, thấy tướng. Mắt thì phải thấy, tai thì âm thanh, mũi thì mùi, lưỡi thì vị, thân thì xúc chạm. Như vậy năm giác quan là mắt, tai, mũi, miệng, thân, nó đều có năm cái đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc chạm. Và nếu chúng ta không có gọi là chế ngự, Đức Phật không có biểu là đi đâu nhắm mắt, Đức Phật không có biểu là đi đâu lấy gòn bịch lỗ tai, mà Đức Phật dùng cái từ là chế ngự năm giác quan. Nghĩa là vẫn dùng năm giác quan này, nhưng mình phải cẩn thận, đừng để nó rong ruổi. Pháp Hòa ví dụ như có người, người ta thích nói chuyện người khác, mà mình cứ thích nghe, thì cái đó mà là cái đó là mình rong ruổi lỗ tai rồi đó. Thay vì cái lỗ tai mình phải nghe những lời gì cho nó lành mạnh, riết cái tự nhiên mình trong cái đầu mình á, từ bà 2 xuống tới bà 10 không có bà nào tốt hết. Tại vì mình đều nghe những cái lời người khác nói, cho nên cái lỗ tai mình nó rong ruổi. Ví dụ như giờ mình ngồi đây nghe pháp, ở dưới chiên chả giò thơm bay lên, cái là lỗ mũi mình nó rong ruổi rồi đó. Nói chà, ở dưới bữa nay chiên cái gì mà thơm quá vậy ta. Cái khều khều người kế bên hỏi, ngửi được mùi gì không? Tôi ngửi mùi chả giò. Tôi cũng nghĩ vậy mà, nghĩ kỹ không phải đâu, chắc bột chiên. Thí dụ vậy, trong khi ngồi đây nghe pháp cũng không trực diện ở dưới điện thấy cái gì, ngửi cái mùi là bắt đầu phán xét, ngồi nói. Mà trong khi đó cái chính yếu ngồi nghe pháp thì cái lỗ mũi nó rộng dưới. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng chúng ta mỗi ngày đều phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc chạm. Đối với người tu là phải cẩn thận. Thậm chí người xuất gia mà ngủ không được ngủ giường to. Ngủ một cái giường nào mà vừa đủ cho mình thôi, gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc. Không có đi vô chợ mua một cái giường gọi là gì đó king size, queen size gì đó, single bed thôi, ngủ một cái giường thôi. Mà người nào kỹ nữa là không ngủ hết cái giường, ngủ từ cái thân mình bao nhiêu là ngủ từ cái mí ngủ vô. Để làm chi? Để giảm đi cái đắm chìm. Thật ra cái đó là gì? Vì mình muốn giảm tiết đi những cái thọ hưởng mà nó không cần thiết. Ví dụ như cái chính của người tu mình là nghe pháp để mở trí. Còn cái chuyện mình nghe nhạc, coi đại nhạc hội, coi kịch được, lâu lâu coi cho vui một chút, nó là cái entertainment, cái giải trí, nó không phải là cái chính mà người tu quan tâm. Thậm chí nghe nhạc hay là coi xong rồi không nhớ gì cũng sao, nó không phải là cái chính của mình. Ngay cả Phật mình, đời sống mình cũng vậy thôi. Nếu mà quý vị cứ tưởng tượng mà mình cái nhà mình mà nó mở 24/24 nhạc và kịch, thì trong đầu của mình không có gì ngoài nhạc với kịch, mà những cái gì mà hay ho, tin tức thế giới, những cái gì mà nó có thể mở mang cho mình những cái kiến thức, không có. Thí dụ về cái nạn dịch sao đang xảy ra nè, mình phải mở coi người ta dạy mình cái cách rửa tay, cái cách phòng dịch sao, chứ mà để mình đi ra đường mình còn ngừa bệnh được chứ. Không nghe gì hết trơn rồi biết chuyện gì xảy ra trên thế giới, người ta chỉ cách cho mình sao. Thí dụ như giờ người ta nói tới cái chuyện, người ta chỉ cho mình rửa tay thôi, người ta dặn là phải rửa vào những cái kẽ của hai ngón tay, và thậm chí phải lấy mấy cái đầu ngón tay mình đó rửa, ở múc một cái miếng nước rồi rửa, lấy mấy cái đầu ngón tay rửa vô đó, chứ không phải kiểu như mình mà giò giò tay kêu là xong đâu. Tại vi trùng nó có thể nằm ở đầu ngón tay, cho mình phải rửa mấy đầu ngón tay cho lâu. Mà cái khoảng thời gian nào người ta nói mình hát đủ một bài hát happy birthday, mình nói happy birthday to me, to you vậy đó. Hát xong bài đó là đủ cái thời gian để rửa vi trùng, chứ không phải mình sọt sọt vô mấy cái rồi dội vô nước cái kêu là rửa tay.
mà mình phải biết cách rửa cho nó đúng. Thì cái đó bây giờ đang có những cái trường hợp gì, mình mở tin tức hay mình mở những cái gì người ta hướng dẫn. Bây giờ trên TV, trên YouTube có những bác sĩ người Việt ta chia sẻ nhiều cái bài hay lắm, cách phòng bệnh bao tử, cách chữa bệnh, tại sao lý do nào mình bệnh này bệnh kia, mình nghe để mình mở mang mình biết. Sợ bệnh mà không chịu nghe mấy cái đó thì làm sao mình hết bệnh. Mà trong khi đó mấy cái kịch nhạc thì nghe cho vui chứ có làm gì hơn được cho mình đâu. Cho nên tiếng Mỹ gọi là entertainment, tiếng Việt gọi là giải trí. Đã là giải trí thì vui thôi chứ không phải là cái chính. Cho nên chữ chế ngự là vậy đó, không phải là cấm, nhưng mà chúng ta phải tiết chế nó. Tiết chế nó, thí dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình nói là ăn bơ bổ ngon thơm, nhưng mà không tiết chế, ăn nhiều mỡ chết. Bất cứ những cái gì nó ngon đó, nhưng mà phải tiết chế, còn không là sanh bệnh. Thì chúng ta mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt tai mũi miệng thân, nhưng phải chế ngự để chúng ta không rong ruổi theo năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đây, bây giờ bắt đầu mới vô từ chuyên môn của Phật học không? Năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, nói tiếng Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân này là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có năm cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là thơm, mùi, vị là cái nếm, xúc là cái chạm. Mà con người mình lúc nào cũng vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chứ mình không có chế ngự thì mình rong ruổi. Chứ rong ruổi là mình buông luôn theo nó. Này các đệ tử, khi thọ dụng phẩm và cúng dường, các vị nên quan niệm như uống thuốc. Ít có ai mà nghĩ vậy lắm. Đa phần là mình nghĩ ăn cho ngon, nhưng mà cái ngon đó nó có cho mình được cái sức khỏe thì mới gọi là ngon. Còn ngon mà không có sức khỏe thì nó thành độc. Cho nên các người mà xuất gia trong chùa đó, tại sao phải nói là ăn như thuốc biết không? Để giảm đi cái tật khen chê. Mà con người mình nó khổ nổi, cái người ta bỏ ra cả giờ cả ngày người ta nấu, mình không nhận ra cái cực khổ người ta. Lên ngồi ăn vừa đưa vô miếng, trời làm gì mặn chát, dở ẹt. Mà trong khi đó người ta đem hết sức của người ta trong một ngày nấu, mình không nhận ra cái đó, có phải là mình tội không? Mình tội nghiệp người ta. Cho nên nói uống thuốc là để làm gì? Để mình tránh đi cái trường hợp là khen chê làm cho người khác buồn. Mà thật tình á, là thưa đại chúng á, thức ăn quả thật là một món thuốc. Mình uống thuốc không bằng ăn. Pháp Hòa ví dụ như một ngày mình uống một viên vitamin C, dù nó là vitamin C nhưng mà cái gì nó biến chế, nó nhất định phải qua những cái hóa chất. Còn trong khi đó mình mua nước cam tươi, mình uống một ly nước cam tươi, mình uống những cái loại trái cây nó có chất vitamin C, nó vẫn tốt hơn mình uống một viên thuốc. Nhưng mà người ta làm gọn để làm gì? Để cho mình đi đường, mình cuộc sống mình dễ dàng, khỏi có mất công. Nhưng mà cái ăn nó vẫn hơn. Pháp Hòa có một chị Phật tử, chị bệnh ung thư cái bướu 3.6 cm. Gần 2 năm nay chị không ăn một hộp cơm, một miếng bánh nào trong người, không có một thức ăn nào trong người hết. Hoàn toàn là uống nước rau, uống nước rau củ thôi. Mà bây giờ cái bú đó nó nhỏ xuống còn 1.1, 1.3. Và chị mới nói với Pháp Hòa là con ước nguyện là khi con chữa bệnh bằng cái con đường này mà hết bệnh, con sẽ mở một chương trình giúp đỡ cho người khác chữa bệnh ung thư bằng con đường uống nước rau. Mình ăn không có tốt nha thưa đại chúng, khi mình bệnh ung thư tất cả những thức ăn mình vô nó là chất bổ dưỡng để làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng, chứ không phải làm như mình nghĩ là ăn cho khỏe đâu. Bởi vì nó bao bọc mình hết rồi, nó tấn công ngay cửa thành rồi. Đồ ăn bổ vô là vi trùng nó tiếp hết, nó chưa vô tới trong cửa thành mà, thì làm sao mình khỏe được. Cho nên vô bao nhiêu thì tế bào ung thư nó cảm ơn mình nhiều. Nó nói chờ cảm ơn chị nghe, chị cho tôi ăn miếng bánh donut, bữa nay tôi sẽ cho chị thêm 3.000 con vi trùng. Tại vì những cái gì mà nó có chất đường á, chất đường là tất, rất là hại cho ung thư.
cái chất đường là cái là đồ ăn kịch liệt làm cho cái tế bào ung thư nó tăng trưởng. Cho nên đâu phải ăn, chị này gần 2 năm nay không có ăn, hoàn toàn uống nước rau củ. Uống nước rau củ và chị bệnh. Mà chị nói á, bây giờ con mới xác định một điều á, khi mà tâm lý con người bình an, chữa bệnh rất là mau. Chị nói hôm nào mà chị lo lắng á, là cái cục bú đó nó cứng, nó đau. Mà hôm nào tâm thoải mái là cái chỗ đó nó không thấy. Cho nên cái tâm lý con người, cái tâm trạng con người rất là quan trọng. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn làm cho mình lạc quan bằng những cái tư duy tích cực. Vì vậy mà mình ăn cái gì cũng chỉ quán niệm như là món thuốc. Mỗi bữa ăn của ở trong chùa đó có cái câu thứ tư là quán nguyện đó. Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Ăn chỉ để bảo hộ môi trường. Ăn là ăn và phải lựa cái gì để bảo hộ được môi trường. Ăn như thế nào để nuôi dưỡng lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh. Đó là một cách diễn đạt từ một câu tiếng Hán. Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Phải coi món ăn này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Vị liệu tức là vì trị liệu. Hình khô là cái thân thể khô gầy. Mình không ăn thì thân thể mình bệnh tật khô gầy. Cho nên mình phải ăn. Nhưng mà ăn như thế nào để chúng ta giảm thiểu bệnh tật và khổ đau của muôn loài. Vừa rồi họ chiếu ra một cái đoạn, một cái clip phim, một cái cô đó cô ăn món cháo dơi hay canh dơi gì đó, mà để con dơi trên cái chén rồi cầm con dơi lột ra. Mình thấy mình ăn trên cái đau khổ của con vật thì nó tổn cái lòng từ của mình. Giống như người ta uống máu chim vậy, bắt con chim rồi cắt cái cổ nó ra, chắc máu nó vô cái ly nước, cái rượu vậy đó uống. Xong rồi đưa con chim đó vô cho cái bà chủ quán, bà nhổ lông, bà làm món ăn ra cho mình nhậu, để gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là mình nói, không phải là mình nói cái vấn đề tội lỗi đọa lạc gì. Nhưng ở cái phương diện cuộc sống của chúng ta, có những cái chúng ta mình cho mình nhưng mà tổn thương đến người khác thì mình phải suy nghĩ lại. Thậm chí Pháp Hòa hay nói, dù mình đi đường mình thấy miếng miễn chai, nếu mà mình chịu khó mình nhặt cái miễn chai lên, vì mình nghĩ rằng sợ ai không thấy đường có thể đạp trúng. Cứ làm những cái việc nhỏ nhỏ đó thôi, lâu ngày cái tình thương của mình nó lớn lên. Và cái phước của mình nó được tăng trưởng ở những cái mình sống mà mình biết lân mẫn tới người khác. Pháp Hòa thấy mấy chú mà khui một cái lon đó, mà không đẩy cái nắp xuống mà khui xong rồi dục đại vô trong thùng rác là Hòa la đó. Lỡ người ta nhúng nhấn lấy tay người ta nhấn rác vô, mà cái miếng của cái nắp đó cắt tay người ta phải tội không? Thậm chí rửa chén cũng vậy. Pháp Hòa đi ngang mà thấy ai dục dao trong cái sinh mà một ngập nước là không có được, nguy hiểm vô cùng. Người ta rửa chén mà người ta lỡ, người ta lấy dự nghĩ là ở dưới đó là đũa là muỗng, người ta lấy tay ta hốt vô phải đứt tay người ta. Cái gì mình thấy trước cái hậu quả, sao mình không tránh để cho người khác đỡ đau, mặc dù chỉ là đứt tay. Đi đường thấy cái chỗ đó nước mình té trơn đây nè, lập tức lấy vải rau liền. Trời đất ơi, mình đi mình muốn té cái này, ai làm đổ nước rồi đi luôn. Bây giờ mình may là mình không thấy, là mình gượng lại được đó. Người khác ta té ra phải tội tao, mà nhất là mấy bác lớn tuổi. Cho nên cuộc sống này mà muốn tạo phước đó, hằng hà sa số phước tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là mình dùng con mắt mình thấy để làm gì? Con mắt mình vẫn thấy, nhưng thấy để tạo phước hay thấy để chúng ta tạo nghiệp, tùy theo chúng ta. Tùy theo cái. Rồi mình nghe một câu chuyện gì đó, rồi mình dẫn chứng, mình diễn đạt, mình thông truyền, làm cho người ta an lạc hay không. Cho nên nhiều khi con người bệnh ít nhưng mà nghe người ta hù riết cũng sợ. Một phần đi chợ cũng do hù đó, do dọa đó. Cho nên thưa đại chúng là mình thấy tất cả những cái phẩm vật mà người ta cho mình,
điều trị bệnh. Thứ tư, này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm, thương tổn các vị nên kềm chế tâm mình. Thường thường sống mỗi ngày á, người ta không đụng mình kiểu này thì người ta chạm mình kiểu khác. Đụng chạm mà, chạm là nhẹ thôi nha, tức là đi ngang quẹt sơ sơ thôi, đụng là ta cố tình đó. Hoặc là nhiều khi ta vô tình, ta đẩy mạnh quá ta đụng mình. Chuột sống này không đụng thì cũng sẽ chạm. Nhưng mà quan trọng là cái tâm chúng ta tiếp sự đụng chạm đó bằng cái tâm gì. Mình nghĩ ta cố ý hay mình nghĩ ta vô tình. Và mình nghĩ rằng thôi đụng nhưng mà tôi không có sao. Có nhiều người dễ thương nha, đụng xe người ta, ta bước xuống, ta thấy xe người ta không sao, ta nói thôi không có sao đâu, ta tha cho mình. Nhưng mà ngược lại có những người làm gì, lợi dụng một cái đụng nhẹ đó để mà ăn tiền suốt đời. Cũng có. Cho nên á, mình phải kềm chế cái tâm mình. Tại vì tùy cái tâm lợi dụng cái việc gì đó để mà mình làm khổ người khác. Nếu mà nói là cuộc sống mình đừng có đụng chạm thì hơi khó đó. Làm gì mà không đụng chạm. Nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình đã tiếp xử mọi sự việc như thế nào, để chúng ta cảm thấy sự việc nó nhẹ nhàng ra. Rồi, thưa đại chúng, bây giờ những cái lời này là Phật dạy phải không? Mà nếu chúng ta mượn vô những lời này mà chúng ta dạy lại cho con cháu chúng ta, thí dụ như cái câu hồi nãy, cuộc sống làm gì không có những đụng chạm, các con nhớ lấy cái tâm mà ra đối xử với mọi người, và nhớ rằng sống ở đời thêm một người bạn sẽ giảm được một người thù. Đó là những lời di giáo mà chúng ta có thể để lại cho con cháu chúng ta, không hẳn là tiền của. Cho nên nếu mình có của để thêm cái lá thơ này, còn nếu không có gì để phải không, cũng để lại một di chúc đi. Mà di chúc đó chính là những lời nhắc nhở. Pháp Hòa hay nói với mấy bác á, bây giờ cái xã hội tốt á, phương tiện tốt rồi, quý bác tụng kinh đi. Tụng kinh thâu vô một cái clip, tụng hay tụng dở gì đừng có lo. Tụng để làm gì? Để cho con cháu mình có kỷ niệm. Mai mốt mà mình có 100 tuổi, con cháu mình nhớ mình thì mở mấy cái máy này lên nghe. Chứ còn nếu mà hồi xưa không có phương tiện thì đâu có lưu lại cái âm thanh tiếng nói của mình. Còn bây giờ phương tiện quá, quý vị nên làm. Quý vị nên làm, ai có cái cell phone đó, mở bấm lên cái nút thâu đó, những lời nhắc nhở hoặc không biết gì hết, lấy bài kinh ra tụng. Nhất là kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng bằng cái âm thanh của mình. Má không có gì để lại cho con, má để lại cho con một cái clip tụng kinh của má. Khi nào các con nhớ má, các con mở ra nghe. Các con nhớ ba mở tụng kinh ra nghe. Mà nghe cái bài phụ báo hiếu phụ mẫu, tự nhiên con thấm thía. Ở đây có một đạo hữu, khi mà rơi vào cái bệnh, đạo hữu đã dùng cái bàn tay của mình trong cái bệnh tật đó mà viết lại một quyển Phật Pháp để lại cho các con. Bây giờ có thể các con chưa thấy quý, nhưng mà khi mình đi rồi, những lúc giây phút nó nhớ mình, nó mở cái cuốn đó ra, thì lúc đó nó sẽ đọc những gì mà mình để lại cho con cháu. Quý vị thấy có thể lúc mà Phật mất thì cái lời di giáo này không thấm, nhưng mà càng về sau thì cuộc sống nó càng loạn, thì tự nhiên những lời dạy này chúng ta càng thấy thấm. Thôi thì hôm nay nhân ngày Đức Phật Niết Bàn, tính theo cách kỷ niệm của Phật giáo Á Đông như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam, chúng ta lấy ngày này kỷ niệm ngày Đức Phật Niết Bàn, thì Pháp Hòa cũng trích lại một vài câu, chứ chưa toàn bộ cái bài kinh di giáo của Phật nha. Nếu mà muốn học hết cái bài kinh di giáo Phật dài lắm, nhiều thứ Phật dạy lắm, Pháp Hòa chỉ trích một vài câu để chia sẻ với đại chúng thêm nhân cái dịp lễ này. Và nhân cái này chúng ta có một cái suy nghĩ thêm nữa, chúng ta hãy để lại cái lời dạy gì cho các người thân của mình, có thể là bạn bè, anh em cũng không sao hết. Nên có một cái lời nhắc nhở để lại, để người sau nương vào đó mà sống có mực thước. Mà sống có mực thước, có đạo đức thì sống có giới luật. Mà người sống có luật lệ thì không có làm cho mình bị tổn thương, không làm người khác tổn thương. Đời này
mình được tròn vẹn cái nhân cách, đời sau mình được cái phước báo. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và xin thưa, hôm nay là ngày rằm, thì bắt đầu trưa hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai pháp hội vía Bồ Tát Quan Âm, lại 100 lại, mà chúng ta sẽ lại 5 ngày liên tiếp, thì 5 ngày là 500. Hôm nay chúng ta lại 2 giờ chiều. Bắt đầu từ ngày mai thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, mỗi ngày chúng ta lại 7 giờ rưỡi tối. Lại tới ngày thứ 5 thì viên mãn đạo tràng Quan Âm, cũng là kết thúc 49 ngày chúng ta phát nguyện cúng dường Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Cho nên từ đây tới ngày thứ 5 mỗi ngày đều có chương trình tụng kinh lễ Phật. Quý vị nào có thời gian xin mời về chùa mỗi tối 7 giờ rưỡi để cùng lễ Phật cầu nguyện. Đây là cái cơ hội để chúng ta lễ Đức Quan Âm, cầu nguyện cho mình, cũng như nhất là chúng ta hướng tâm về cái cơn bệnh dịch đang lan lây trong thời gian gần đây. Mỗi người mỗi tâm niệm để thiện lành, để cầu nguyện cho cái lần nạn này. Nguyện cầu cho thế giới cũng như tất cả chúng ta được an lành. Xin cảm ơn đại chúng. Chúng ta có hai cách, có hai thứ phước mà chúng ta có thể có được. Một á, là mình tu tập các hạnh lành để mình có được cái ruộng phước. Hai á, là mình nghĩ đến ơn của người nào đó mà mình cố gắng mình báo ơn họ, đó cũng là phước. Ví dụ như mình nhớ tới ơn cha mẹ, khi cha mẹ còn mình chăm sóc, khi cha mẹ mất mình làm sao mình hộ niệm cho cha mẹ được siêu thoát. Ví dụ vậy đó, mình nhớ ơn cha mẹ, đó là phước. Rồi ví dụ mình thấy cái người nghèo, mình thấy người nghèo mình giúp đỡ, thì có đó thuộc về báo ơn hay là ruộng phước? Đó là ruộng phước, tại cái cơ hội để cho mình giúp họ. Còn ví dụ bây giờ cái người đó họ đã từng giúp mình trong khi mình lâm nạn, nhưng hôm nay mình nhớ ơn họ, mình đền ơn họ bằng cách nào đó, thì cái đó không phải làm phước, mà mình đang làm, mình báo cái ơn lại với người đó, cái đó vẫn phước. Còn ví dụ mình gặp người nghèo khổ không có liên hệ gì tới mình hết, hoặc là mình thấy một cái người đang đứng ngoài đường họ đón xe bus đi làm mà mình quen, hay là thậm chí mình không quen mà bữa đó mình biết trời rất là lạnh, họ đứng như vậy tội lắm, mình có thể ghé vô mình chở họ đi. Thường thường là người mà ta mà chịu lên xe mình là phải những người quen thôi, chứ còn không ai mà tấp lên vô bờ cái bến xe bus mà hỏi bác, thấy bác lạnh quá bác lên xe con chở cho. Trường hợp người đó tin tưởng mình mới dám làm điều đó. Nhưng mà ý nói ở đây là ruộng phước, nghĩa là những gì không liên hệ, cái người đó chưa bao giờ làm gì cho mình, nhưng mình làm cái gì cho họ thì cái đó gọi là phước. Còn những gì mà chúng ta sống mà chúng ta ai làm cái gì cho mình mà mình nhớ ơn họ, mình đền đáp ơn, thì cái đó cũng là phước. Thế thì giờ đại chúng cứ nghĩ coi, trên đời này hình như ngày nào mình cũng có cơ hội để làm gì? Một là tạo ruộng phước, hai là phước ở báo ơn. Ngày nào cũng sẽ có việc đó. Ví dụ như ở đây có mấy anh mà hay vô xin cơm ăn, dù là ngày thường mấy ảnh bấm chuông cái mình vô, mình mấy cô thấy mấy ảnh là mấy cô biết là mấy anh này cần gì rồi, thì mấy cô bới cho mấy ảnh một tô cơm, thì cái đó là phước điền. Giống như ở đây mỗi thứ sáu có anh người Hoa đó, ảnh đi giữ cái lớp thiền, nhưng mà anh có bệnh tâm thần, nhưng mà phải nói là cái anh đó anh giỏi, nghĩa là suốt mười mấy năm nay ảnh thường xuyên tới đây vào chiều thứ sáu để ảnh giữ lớp thiền. Mà thường là anh đi sớm lắm, anh đi cái giác cơm chiều á. Mà anh bước vô cái là mình gặp ảnh là mình biết rồi, là mình đi bới một tô cơm cho thật là ngon, thật là nhiều cho anh, tại anh ăn mạnh lắm. À, thì trường hợp đó anh đó đó gọi là ruộng phước, tức là cơ hội để mình có thể mình tầm phước cho họ. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử người ta đem thức ăn vô người ta cúng, và chúng ta giúp cho họ đem thức ăn của họ ra để mình đãi cho đại chúng ăn, thì cái đó cũng là mình trợ duyên cho, có thể họ đem tới họ đưa nhưng mà họ không có cơ hội ở lại, hoặc là cái dịp nào đó mình đủ mặt đại chúng, mình mời đại chúng ăn,
cái thức ăn của họ, thì cái đó gọi là ruộng phước. Vậy thì ngày nào chúng ta ở sống ở đời, chúng ta không có không phải là không có cơ hội để có phước, cái điều là chúng ta có nhận diện được chúng ta đang làm phước không mà thôi. Ví dụ như là mình đang nuôi cha nuôi mẹ thì cái đó gọi là báo ân đó, ruộng báo ân, ruộng phước ở sự báo ân. Còn mình giúp đỡ cho những người tha nhân bên ngoài, đó là ruộng phước đức mà chúng ta tạo được. Cho nên ngày nào chúng ta cũng có cơ hội làm việc đó. Thì Đức Phật nói thiện nam tử, phước điền ở thế gian có hai loại. Một là công đức điền, tức là một là ruộng công đức, hai là ruộng báo ân, ruộng phước của sự báo ân. Phá hoại hai bậc phước điền này gọi là tạo tội ngũ nghịch. Bây giờ nếu mà anh phá một trong hai phước điền này thì anh cũng rơi vào cái tội ngũ nghịch. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ người ta đang sống hòa thuận với nhau vậy, mình tới mình gây chia rẽ nội bộ của người ta thì mình mất phước rồi. Tuy rằng mình không có giết A-la-hớn, mình không giết cha, giết mẹ, nhưng mình đã làm cho một đoàn thể tu tập đó, người ta không còn sống trong cái hòa hợp với nhau nữa. Mình châm đầu này, mình chọt đầu kia, mình làm rối cái nội bộ đó trong cái đoàn thể tu tập đó. Cho nên mình nếu mà phá hoại hai bậc phước điền này gọi là tạo tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch ấy có ba điều kiện, làm ác đó có ba điều kiện. Một là có tâm rất hung ác. Hai là không biết phước đức là gì. Ba là không thấy quả chân chánh. Vậy thì tại sao chúng ta có thể làm được cái điều xấu đó? Có ba lý do. Một là ngay từ cái nguồn tâm của mình đã có cái tâm xấu đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình không rõ được cái phước đức đó là gì. Ví dụ như giờ mình thấy người ta bố thí, mình không có rõ được cái sự giúp đỡ đó nó mang nhiều cái ý nghĩa hay, thì chúng ta phán cho một câu, chúng ta chê trách. Vì vậy cho nên chúng ta từ bỏ cái sự giúp đỡ. Và chẳng những vậy mà chúng ta còn gọi là nói những cái lời làm cho người ta thối tâm. Hoặc là thứ ba là gì? Vì mình không thấy được cái nhân quả của sự bố thí. Ở trong kinh Đức Phật có nói nè, hễ mà mình cho thức ăn á là mình được no đủ, cho thuốc men là không có bệnh tật, cho chỗ ở là được ấm no, cho quần áo là mình được sung túc. Tức là tùy theo mình cho cái gì mà chúng ta gặt cái quả đó. Và một người không bao giờ làm phước là tại sao? Là vì họ không bao giờ họ cảm nhận ra được cái nhân quả của sự làm lành. Họ không thấy rõ được cái chân chánh của nhân quả. Có nhiều người họ đâu có tin, trên đời này tôi không có tin nhân quả gì hết á, thậm chí tôi không tin ai hết á, tôi không tin đạo nào, tôn giáo nào, bất cứ con người nào, tôi tin tôi thôi. Thí dụ vậy đó. Thì có những người người ta nghĩ như vậy, cho nên người ta không bao giờ cung kính ai, thần phục ai. Mà những vị đó chỉ một bề đã phá, trên đời này không có nhân quả tội phước gì hết. Và chính không thấy nhân quả tội phước thì có thể việc gì cũng có thể làm. Nếu người khởi ý tưởng là người khác mà giết A-la-hán không mắc tội nghịch, cha mẹ cũng vậy. Tức là nếu như có người tưởng A-la-hán là người khác mà giết đi thì người đó không phạm tội nghịch. Cha mẹ cũng vậy. Nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ác, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, không tạo căn bản dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng mắc quả báo lớn. Tức là cái tâm của mình không có hổ thẹn, không nghĩ đến sự báo ơn cho cha mẹ, không có sự cung kính, và chỉ toan một chuyện gọi là sắp đặt làm sao để mà tổn hại. Ví dụ như có nhiều người người ta nghĩ lẽ ra mình có cha có mẹ mình phải nhớ ơn chứ, tại sao mình lại như vậy. Nhưng mà có những người người ta không thấy cái sự ơn nghĩa gì trong đó cả. Cho nên mới nói nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ơn, tâm chẳng cung kính,
chỉ toan tính sắp đặt, tức là người này toan tính những cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như mình có nhiều vị người ta tới với cha mẹ đâu phải người ta có lòng hiếu thảo đâu, tại người ta biết cha mẹ chưa bán cái nhà ở Việt Nam, chưa chia gia tài. Bây giờ họ ráng họ nghĩ để cha mẹ bán được cái của cải gì Việt Nam chia ra. Mặc dù họ có thể ở nước ngoài không có cần tiền, nhưng mà coi như là, hoặc là mình biết cha mẹ ở đây có của cải. Ví dụ như có một lần Phó Hòa kể đại chúng nghe đó, có một lần bác Phó Hòa đi vô thăm trong bệnh viện, có một bác, bác thấy Hòa vô bác mừng lắm. Thì bác mới chưa kịp mà nói gì hết thì con cái bác kéo vô tới. Cái bà mới kéo miếng giấy napkin á, bà hỉ mũi, cái bà nhét vào tay Phó Hòa. Cái Phó Hòa tưởng là cái rác cái giấy á, Phó Hòa giục cái miếng rác nó vô thùng rác đi. Cái bà nói trời ơi trời, chiếc nhẫn nằm trong á. Tại vì bà biết mấy người con vô là mục đích là tuột đồ trên người bà, cho nên bà không muốn, bà mới muốn Phó Hòa giữ, mà mình đâu có biết đâu. Bà giả bộ bà hỉ mũi, bà nhét cái miếng giấy vô tay mình, cái mình lại tưởng đó là miếng rác vứt vô thùng rác, cái bà mới la làng lên. Thì vừa nói dứt cái mấy người con súng tới lấy đông rác ra thì thôi bà nín luôn chứ nói gì. Các vị đem về thì mình đâu có nói gì được. Và ý ở đây cũng nói thí dụ như nhiều khi cha mẹ mà còn vậy thì huống chi là người ngoài. Thành tự ra nhiều khi đây nè, không có, nếu không hổ thẹn, không quán sát sự báo ơn, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng mắc quả báo lớn. Dù không giết họ nhưng vẫn mắc quả báo, tức là mình đã đối xử với cái người thân mình như thế. Vì khéo lời dạy, ý nói là cha mẹ đó, cha mẹ khéo lời dạy bảo khởi tâm thương mến, có thể nhẫn nhịn, làm được thì làm, chịu nhiều khổ sở, thế nên cha mẹ gọi là báo ân điền. Nếu lại có người giết cha mẹ rồi, mặc dù tu pháp lành ấy không kết quả. Cho nên ta nói, các người núp vào bóng mát, độ thế gian ngắn, cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhánh hoa lá. Đức Phật đưa một cái ví dụ, mình trú ở trong một cái bóng mát thì đừng có toan bẻ cành nhánh nó, thì trụi lũi thì mình còn gì đâu hưởng. Cũng như thế, nếu như mình được cái phước ở trong một cái hoàn cảnh tốt thì đừng có phí cái phước đó. Phật bảo ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ mình ở cái xứ này á, cái thức ăn là không có thiếu, vì rõ ràng mình được trú trong một cái bóng mát của thức ăn. Nhưng nếu mình lãng phí thức ăn, hoặc là mình bỏng sẻn thức ăn, có nhiều khi á, một á, là phí, hai là sao? Bỏng sẻn. Con người nó thường thường nó rơi vào một trong hai cái trường hợp đó. Nhiều khi một á, là có không cho ai ăn hết. Quý vị nhớ trong Lương Hoàng Sám nói không? Có những vị xuất gia mắc cái quả báo là bỏng sẻn thức ăn. Người ta cúng dường cho bá tánh thập phương, người ta cúng. Tại sao gọi là thường trụ? Của thường trụ là của gì? Của tam bảo, của tất cả tăng ni Phật tử. Cho nên ví dụ như bây giờ người ta đem cái đó tới, người ta cúng cho đại chúng, thì nếu như mình biết cái món đó mà cho đại chúng ăn, mình nên cúng dường cho đại chúng ăn. Thì nếu như mà mình không cho đại chúng ăn, mà thí dụ như mình cất để mình cho một, miễn là sao đừng phí thôi, thì không có bị, mình không bị mất cái phước đó. Cho nên trong này đưa một cái ví dụ. Nếu nhưng mà ngược lại, Quá phùng phí. Thí dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thấy chùa người ta đem cúng rau cải nhiều quá, đem ra cắt gọt tùm lum tà la, xài không hết, cũng phí. Thí dụ vậy. Hoặc là bây giờ là đồ ăn cả đống mà không cho ai ăn hết. Nó rơi vào một trong hai cái trường hợp đó thì Đức Phật gọi là gì? Đức Phật nói nè, các người núp vào bóng mát,
cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhạch. Tức là nếu mình được cái phước nào, nghĩa là mình đang trú ẩn ở trong đó, thì đừng có phi nó. Có nhiều khi mình không có chặt cái cây, mà mình làm gì? Mình bẻ nhánh, bẻ cành. Cho nên người xưa hồi đó, không biết quý vị có nhớ, có nhiều một thời gian người ta hiểu lầm cái chữ lộc không? Chữ lộc là gì? Tại vì nói là mùa xuân á, cây cối nó bắt đầu nó nảy cái mầm lên, thì cái mầm, cái nụ đó đó gọi là lộc. Cái nụ mà cây cây cối nó nảy là lộc. Chứ người ta kêu đi hái lộc, nghĩa là ta lên chùa ta bẻ nhánh cây của chùa, lá hoa của chùa ta bẻ xong chùa trụi lũi cây hết trơn. Cái đó không phải là đi hái lộc, cái đó gọi là bẻ lộc. Đó không phải bẻ lộc. Cho nên hái lộc á, hái lộc á là sau này người ta chuyển cái cách hái lộc lại bằng cách là một cái bao lì xì, một cái quýt hay một cái gì đó để phát ra. Thì bây giờ người ta không kêu là hái lộc, là gì? Phát lộc. Tức là mình truyền tải. Phong Hoài nhớ có một lần một cái lễ Tết, mà những năm đó là người Việt mình mới định cư à, cách đây hơn 30 năm. Thì một bữa nọ tổ chức lễ Tết ở ngoài cái ho, ở dưới Calgary á. Quý vị biết là làm hai cây quýt, mà lúc đó chưa có cái cách để mà làm quýt hay đâu. Lấy cái cây paper clip á, bẻ thẳng ra rồi chừa miếng ở dưới vậy, cái lụi ngay cái trái quýt dựa thẳng vậy nè, rồi mới cong nó lên, mới máng lên cái cây vậy nè. Cái tới giờ mà đi hái lộc, trời ơi, người ta trào lên, người ta trào lên, mấy bà già bị đá văng hết trơn. Chẳng những như vậy mà mấy thanh niên nó leo lên trên cái bàn thờ á, nó bẻ mấy cái nhánh lên trên á, cái lưu hương văng xuống đất luôn. Đó, thì họ hiểu lầm cái bẻ lộc là tại vì họ đâu bẻ ăn trái đâu. Bẻ một cây, bẻ một cành, một nhánh. Chứ ngày xưa kêu là hái lộc, thì cái lộc nghĩa là cái cây mà nó vừa lú cái bông lên vậy. Thì cho nên ta kêu là gì? Đâm chồi nảy lộc. Thường thường cây lá hoa ta kêu đâm chồi nảy lộc, cái tới mùa xuân cây hoa nó nổi lộc vậy, cái là bắt đầu rủ nhau đi hái lộc. Ở Việt Nam có một dạo nghe, lễ giao thừa xong hả, ra trước sân chùa nhìn giống như là một chiến tranh vừa xảy ra chứ không thấy mùa xuân. Tại vì cây có trong chùa tiêu hết rồi. Đến mức độ là sau này người ta phải ghi bảng: xin đừng bẻ cây, xin đừng hái trái. Ôi, cây nào họ cũng ghi hết, cây nào cũng phải treo bảng lung tung hết. Thật ra có cái quan niệm của mình à, ví dụ bây giờ quý vị thấy không, tượng Phật cũng vậy, cái họ thấy thích quá cái xá cái rờ Phật cái vuốt. Tôi vuốt con cái ăn thua gì, nhưng mà đâu có nhớ rằng một người vuốt cái người khác thấy người ta vuốt theo, riết cái tượng nào cũng bóng. Bây giờ quý vị đi lên một số các chùa ở Việt Nam, những cái tượng Phật là mấy cái đầu gối á. có tượng, nhất là những cái tượng La Hán á, có tượng La Hán quơ tay về có họ chà tay, tượng La Hán xè về có họ chà tay, ông La Hán ông ngộ duỗi chân xuống cái chà chân. Riết cái tượng La Hán đi tới tượng nào cũng lõm, đang thùi nó lòi cái gạch nó bóng lên vậy đó. Ở bên chỗ ngày trên núi núi Nga Mi có cái chùa Vạn Niên thờ Đức Phổ Hiền bằng đồng cao lớn lắm. Ngài ngồi cao đó, con voi mà ngài ngồi lên đó là mình đi ngang mới tới cái mông voi thôi. Cho nên ai đi tới cũng rờ mông nó cả. Ai đi tới rờ mông, riết cái phía sau chỗ cái mông con voi nó bóng lưỡng cục vàng lên vậy đó. Từ một cái khối đồng mà vuốt riết mà lên thành khối vàng đó. Thì họ hiểu vậy đó. Cho cái câu mà cái câu Phật nói trong này hay lắm, cái cách Phật dùng chữ hay lắm. Các người núp vào bóng mát, cẩn thận chớ chặt bẻ cành nhánh hoa lá. Bây giờ mình nghiệm coi có phải là mình đang ở trong một cái bóng mát không? Về vật chất, quần áo, thuốc men, thức ăn đủ thứ hết, nhưng mình không có biết. Một là mình bỏng sẻn, hai là mình phung phí, hai cái đó không nên. Cái gì mình dùng vừa chừng mà không bao giờ hết,
của mình ăn là hết chứ của cho là không hết. Hay vậy đó. Thiện nam tử, sau khi ta nhập niết bàn, có các đệ tử sẽ nói rằng, nếu do khởi ý tưởng khác, tên khác, giết cha mẹ không mắc tội nghịch. Thí dụ như có một cái truyền thống, hồi xưa có cái ông đó, ông đóng một cái chiếc xe gỗ. Rồi cái con ông mới hỏi, ba đóng chiếc xe này làm chi vậy ba? Ông nói, ba ông bà nội con già rồi, nuôi tốn gạo quá, thôi giờ ba đẩy ông bà nội xuống cái hố á, hễ mà ông bà nội mà rớt mà chết á thì coi như tới số, còn nếu mà rớt xuống đó mà không chết thì còn khỏe, lượm về nuôi tiếp. Cái thằng con nó mới nói, vậy ba đóng xong á, ba đừng có bỏ xe, ba nhớ giữ cho con nghe. Cái ông hỏi chi vậy? Nói, nữa tới phiên ba con khỏi đóng chiếc mới. Tức là nhiều khi mình làm một cái điều đó nhưng mình mang một cái tên khác. Hôm rồi cô Tự Như nè, mới đây nè, cô mới kể và nghe. Hôm rồi cô mới phone, cô phone chúc Tết á. Cô mới nói, thầy biết không, năm nay con đâu đi đâu, con ở nhà con canh ăn trộm. Phong bà hỏi vụ gì, cô mới nói, ở nhà trước cửa nhà con có hai cây tắc xúm xuê đẹp lắm. Bữa nọ con đi về nó trụ lúi, con không biết ai, cái bữa đó con ngồi ngay cửa sổ con canh. Thì em thấy cái bà đó đó, bà giác cái cây mà cái loại mà cắt cành cắt nhánh dài vậy nè, bà vô bà rụi hai nhánh bự bà đem ra. Mà cái bữa trước con về con check cái máy quay phim á là con thấy bà đó rồi, bữa nay bà vô bà làm lần nữa. Con chạy ra con mới hỏi, bà đang làm gì đó? Cái bà bản lẽn bà đi ra vô. Hôm nay cái cổ mới nói á, của người ta mà tại sao bà lại vô bà lấy? Thì cái bà kia bà trả lời, bà nói á, tại vì chồng nhiều quá không ăn để tôi ăn giùm. Bà nói, tôi không ăn là chuyện của tôi, mà tại sao đồ trong nhà người ta mà chị tới chị cắt? Tôi cho chị biết, ngày hôm qua chị tới đây lúc 6 giờ 48 phút mấy giây tôi biết hết. Chị vô chị cắt hai nhánh, bữa nay chị làm hai nhánh nữa, sao chị làm kỳ vậy? Cái bắt đầu bà trớ qua, tôi cắt cho chùa. Nói cắt cho chùa chị cũng tội như thường. Phạm cái tội gì? Tội ăn cắp. Nếu chị thật sự là cắt cho chùa, mà chị là dân chùa mà chị không biết luật nữa, chị không biết giới, mà chắc chắn là không phải dân chùa. Nhưng mà giống như nói trớ qua để mà gọi là đi làm từ thiện. Thì ở đây cũng thế. Tức là có nhiều người ở đây nè, nếu do khởi ý tưởng khác, tên khác, họ giết cha giết mẹ, nhưng mà họ đặt cho cái tên khác. Tôi đâu có giết cha giết mẹ, ông bà già rồi. Để tôi giải quyết cho rồi chứ để gì. Thì bây giờ mình cũng vậy. Có nhiều khi mình chôm đầu này đầu kia vậy, để chi biết không? Đi làm từ thiện. Đi làm phước. Cho nên tuyệt đối là không có mua đồ ăn cắp, mặc dù nó có rẻ thiệt. Nhưng mà mình làm đó là mình có cái lỗi là mình gì? Kêu là lỗi gì? Đồng lõa. Tức là mình tiếp tay. Mình không có mua thì những vị đó người ta không bán được. Mà nó ngộ, nó hay lắm nha. Nó còn nói mình cần gì cứ nói với nó, mai là có liền. Mà rẻ nữa. Cho nên vì là chân thật, lời đúng nên tin, cha mẹ chân thật, tư tưởng cũng không thể dối, ác tâm giết, đó tức là mắc tội nghịch. Không cần biết anh lấy, anh đặt cho nó cái tên gì. Ví dụ như cái bà đó, bà lấy đồ đi, thì bà cho đã, bà, cho dù bà đặt cái tên là chị chồng mà chị không ăn, để tôi ăn giùm cho, chứ để nó rụng uổng, nhưng mà vẫn gọi là ăn cắp. Hay ngược lại nói, tôi hái, tôi đi ngang, tôi thấy nó sung xê quá, chị không ăn, tôi hái về tôi cúng chùa. Anh đặt cái tên là tôi đi hái, tôi cúng chùa, thì nó vẫn là ăn cắp. Thí dụ vậy đó. Thật là cha mẹ không có ý tưởng, cũng không mắc khởi ác tâm, cha mẹ dù chết không mắc tội nghịch. Vì phải đủ bốn điều kiện mới tội nghịch. Cha mẹ thật khởi tưởng cha mẹ, ác tâm xả tâm, khởi tưởng chúng sanh, đủ bốn điều kiện ấy tội nghịch mới thành. Nếu không đủ thì không thành, hoặc vì thương xót, cung kính, thọ giáo pháp, khiếp sợ, tiếng khen, trao cho món đồ để chết, mặc dù không tự tay giết cũng bị tội nghịch.
Nếu bị người khác sai giết cha mẹ, khóc lóc buồn rầu mà làm trạng thái tội như thế, đầu tiên, trung gian và sau đều nhẹ. Tức là ở đây á, nói rằng nếu như á, mà mình phạm vào cái lỗi nó đủ bốn điều kiện mới thành tội. Thí dụ như thật mình hành hung người đó, mình giết người đó, nhưng mà thật sự trong lòng mình biết đây là mẹ mình, nhưng mà tại vì mình do cái tức giận hận thù gì đó. Thiếu gì? À, mới đây quý vị đọc cái tin không? Bên Toronto đó có một ông giết đứa con 11 tuổi ông đó, mới đây nè. Thì như vậy là khi mình giết đứa con của mình biết nó là con mình không? Biết. Vậy thì nhưng mà do khi mà mình, nó có đủ cái điều kiện là mình giết nhưng mà mình vẫn biết người đó là người thân của mình, là cha mẹ là người thân mình, thì tội nó vẫn thành. Ví dụ bây giờ cái người đó họ bị tâm thần, họ thật sự có cầm dao giết người nhưng mà hoàn toàn họ không có cái ý thức người đó là ai, chẳng qua là cái cơn tâm thần họ lên và họ mất đi cái nhận thức, thì họ có thành tội đó. Nhưng mà có thể tội họ không phải là first degree murder, phải không? Mà có thể cái tội của họ là do tâm thần loạn. Cho nên ở đây á, một đứa con nít á, mà nó dưới 18 tuổi á, nó phạm tội á, người ta vẫn cho nó cơ hội. Tại vì sao? Vì người ta vẫn tính đó là một đứa nhỏ chưa đủ tuổi để nó gọi là người lớn. Mặc dù cái tội nó có thể cái tâm ác nó có, nhưng mà với cái một trong những điều kiện là tuổi chưa đủ. Tuổi chưa đủ. Mặc dù cái hành động nó có, nhưng mà bên cạnh đó người ta có cái luật là tuổi chưa đủ thì có thể nó bị vô sổ đen, nhưng mà một thời gian nào hết là gì, người ta vẫn tính nó là một cái đứa minor chứ chưa phải là một cái đứa trưởng thành. Hay là ví dụ như bây giờ người ta phạm cái tội gọi là gì, hiếp dâm, thì một đứa nhỏ nếu mà nó dưới 18 tuổi là tội nặng lắm à, không? Mà nếu như đứa nhỏ đó, người đó trên 18 tuổi mà có sự đồng tình thì không gọi là tội. Thí dụ vậy. Cho nên mặc dù có một cái hành động nào đó xấu, nhưng nó cũng phải căn cứ những điều kiện khác. Ở đây khởi tưởng cha mẹ, và trong đó mình có ác tâm, trong đó mình có xả tâm. Xả tâm đây không phải là cái tâm buông xả, mà cái tâm mình không còn tự chủ được. Và chúng ta khởi tưởng đủ bốn điều kiện ấy, tội nghịch được thành tựu. Muốn giết cha mẹ, trúng nhầm người khác, không mắc tội nghịch. Muốn giết người khác, trúng nhầm cha mẹ cũng vậy. Ở đây là nói tới cái tâm á. Muốn giết mẹ, giết nhầm người giống mẹ, giết rồi giấu dao, lại trúng thân mẹ, không bị tội nghịch. Mẹ cũng khác. Cái chữ tội nghịch ở đây á, là vẫn là tội, nhưng mà không phải là nghịch, là vì tâm mình không khởi ác. Thí dụ như ông vô não á, ông muốn đi chặt ngón tay của người ta để ông xỏ thành sâu chuỗi ông đeo đó, để mà gọi ông, để gọi là thành đạo đó. Thì lúc mà ông rượt mẹ của ông á, lúc mà ông rượt mẹ của ông á, ông vẫn biết đó là mẹ ông không? Biết. Nhưng mà khi mà ông thấy cái người khác là Đức Phật á, ông liền suy nghĩ: thôi bây giờ hồi nãy tại tôi thiếu người, tôi mới định kiếm ngón tay bà già. Thôi giờ có ông này, ông tới ông thấy rồi, ông quay lưng ông rượt Phật. Tội ngũ nghịch ấy là giết mẹ, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu nặng hơn, làm thân Phật ra máu nặng hơn giết A-la-hán. Phá hòa hợp tăng lại nặng hơn làm thân Phật ra máu. Trong này mới nói nè, tội ngũ nghịch giết mẹ, tội ngũ nghịch ấy giết cha nhẹ, giết mẹ nặng, giết vị A-la-hán nặng hơn giết mẹ, làm cho thân Phật ra máu nặng hơn giết vị La-hán. Ở đây tức là cũng là một cái tội, nhưng mà thí dụ bây giờ mình giết một Đức Phật, nhẹ tội hơn là mình phá hòa hợp tăng. Tại sao vậy? Tại vì một Đức Phật đã thành Phật thì có thể không còn hận thù với mình,
không còn oán kết với mình. Và hơn nữa vị đó đã thành Phật, còn tăng là một đoàn thể đang tu chưa thành. Và nếu mình làm như vậy, họ mất đi cái tính tâm, họ mất đi sự tu tập của họ, phạm lỗi hơn. Ví dụ như mình ăn hiếp một người lớn, tội nhẹ hơn ăn hiếp đứa nít. Vì người ta nghĩ sao, nó là con nít mà, mình là người lớn mà tại sao lại ăn hiếp nít. Ví dụ mình lỡ mình đánh một cái người mà người ta khỏe mạnh còn nhẹ tội hơn là mình đánh một người yếu ớt. Tại sao? Tại vì ai người ta cũng sẽ binh cái người yếu ớt. Ta nói cái người yếu ớt mà lại sao, anh giỏi anh đánh cái người mạnh khỏe kìa. Ví dụ vậy. Có sự vật nặng ý tưởng nhẹ, có sự vật nhẹ ý tưởng nặng, có sự vật nặng ý tưởng nặng, có sự vật nhẹ ý tưởng nhẹ. Sự vật nặng ý tưởng nhẹ như không có ác tâm giết cha mẹ. Ở đây nói là có nhiều khi á, cái vật nó nặng nhưng ý tưởng nhẹ. Rồi có khi á, ý tưởng thì nhẹ mà vật thì nặng. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ. Thí dụ như trong kinh á, kể là một hôm nọ Đức Phật đi ngang một cái thôn xóm, thì có một số người, mấy ngàn người đó, người ta muốn dời một cái tảng đá mà dời không được. Đức Phật tới thì Đức Phật hỏi các anh đang làm gì vậy, thì họ ghét, họ không trả lời, họ bỏ đi chỗ khác, họ tản đi chỗ khác hết. Thì lúc đó còn mình Phật đứng đó với tảng đá thôi. Thì Phật mới lấy cái ngón chân á, Phật hất cái tảng đá lên. Thì Đức, cái tảng đá nó tung ở trên trời, xong Phật lấy tay Phật hứng cái tảng đá đó. Thì các người này họ thấy như vậy, có họ kinh ngạc vô cùng. Họ hỏi ông là ông thần tiên ở phương nào, ông là ai? Nó tôi là Phật. Hỏi ông lấy cái năng lực gì mà ông nhấc được cái tảng đá đó? Nếu mà mình nói tôi năng lực của công phu thiếu lâm hay là gì đó, nhưng mà Đức Phật nói công lực của tôi là công lực của sự tinh tấn, là công lực của sự nhẫn nhục, là công lực của sự bố thí, và công lực của sự của cha mẹ. Vậy thì cái tảng đá đó đó nặng không? Nhưng mà đối với Đức Phật thì nhẹ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có nhiều khi mình làm việc một chút mà mình coi nó như cái núi. Còn có nhiều người, người ta làm việc đại sự mà ta coi nó chuyện bình thường. Có phải vậy không? Có nhiều khi mình giúp cho cái người kia, người ta qua một cái cơn hoạn nạn lớn luôn mà ta chẳng hề để danh tánh. Trời đất ơi, còn mình giờ pha miếng nước tương ớt mà đi khoe cùng đường hết trơn thì mình mới thấy là cái việc nó như cái móng tay. Vậy thì bây giờ ở đây á, như vừa rồi đó, tao biết có một cái chùa ở Việt Nam á, có cái gia đình đó đó, tình cờ họ đào được trong sân họ một cái gốc cây mà loại thuộc loại gỗ quý á, họ đem cúng cho cái chùa đó nguyên một cái khối cây đó cả 10 mét. Thì mới lấy cái khối cây đó đi tạc cái tượng Phật, mà nó là cái rễ thôi, cái nó dính một cái gốc rễ nó lên vậy nè, mà cái chết vậy, cái mục chết mà thuộc lỗ ngũ quý, mà họ dặn chùa là không nên nói tên họ của họ là ai hết. Mà bây giờ cái khúc gỗ đó không phải là dễ tìm, ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói có nhiều khi gì, vật nặng mà ý tưởng nhẹ, có sự vật nhẹ nhưng mà ý tưởng nặng, có sự vật nặng ý tưởng cũng nặng luôn, rồi có những gì sự vật nhẹ ý tưởng nhẹ luôn đó. Ví dụ giờ hồi nãy quý vị ăn bún thiếu miếng ớt mất ngon, Pháp Hòa đi vô lấy miếng sa tế đưa vô trộn vô bún ăn ngon quá chừng, việc nhỏ xíu à, cho nên mình làm xong quên mất tiêu luôn. Thì đó gọi là việc nhẹ, ý tưởng cũng nhẹ. Nhưng mà nếu mà cái người đó họ ăn cái tô bún đó khen ngon, cái mình đi từ cầu thang mình lên tới chánh điện, hồi nãy đó trời tôi lấy cho nó miếng sa tế, thấy không, nó ăn ngon lành không?
vừa nói nguyên từ sáng tới chiều, tưởng sao tuần sau mình nói tiếp. Thì cái đó gọi là vật việc nhẹ mà ý tưởng quá nặng. Có nhiều khi trong cuộc sống mình làm ơn việc nhỏ nhưng mình nói hoài, nói giống như mình giúp người ta mấy triệu vậy đó. À, sự vật nặng ý tưởng nhẹ. Bây giờ Phật đưa ví dụ, như không có ác tâm giết cha mẹ, sự vật nhẹ ý tưởng nặng như dùng ác tâm giết loài súc sanh. Sự việc thì nhẹ, ý tưởng thì nặng. Sự vật nặng, ý tưởng nặng như đem tâm rất ác để giết người, giết người mẹ sanh ra mình. Sự vật nhẹ ý tưởng nặng, thí dụ như là ở đây á, nếu bây giờ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta cứ nói tôi mời chị tới nhà tôi chơi, một lát nữa tôi xuống tôi cắt cổ một con gà, tôi làm thịt tôi đãi chị, nghe quá bình thường. Tại vì sao? Tại trong cuộc sống hàng ngày cái chuyện giết gà giết vịt là sao, là chuyện bình thường. Vậy thì nhưng mà cái việc đó việc nhẹ đúng không, mà hàng ngày mà, nhưng mà nó sẽ thành nặng là vì sao? Là vì cái việc này mình làm gì, làm rất thường, làm rất thường. Mà chẳng những như vậy mà khi mà chúng ta chuẩn bị giết một con gà thì trong tư tưởng mình nó phải khởi bao nhiêu thứ, nào là dao nè, hay nào là cách thức nè. Cho nên dao là gì, là phương tiện. Còn cách giết nó cách nào gọi là cách thức. Rồi phương tiện, cách thức, thành tựu với cái tâm muốn giết nữa, cho nên thành tựu. Ví dụ như bây giờ mình nói bữa nay tôi đi chợ tôi mua cá lóc kho, mà ở đây thì ít, tại vì mình đa số là ăn đồ đông lạnh. Nhưng mà nếu như mà mình ở những cái quốc gia giống như Việt Nam mình đi, hình như là ăn tươi mỗi ngày, ngày nào cũng đi chợ hết. Thật ra nhiều khi cái việc rất là nhẹ, như là đi mua cá lóc về đập đầu cá lóc một kho, nhẹ lắm. Nhưng mà cuối cùng nó thành gì? Nặng là vì cái việc này nó được thực hiện mỗi ngày. Nó được thực hiện mỗi ngày mà không phải một thứ nha. Cá lóc là kho nha. Rồi phải mua tôm sống về để làm gì nha. Rồi con gà. Cho nên một bữa ăn hoặc là một bữa cúng của mình mà gọi là toàn là đồ mặn đó, thì không phải một con cá, không phải là một con gà, mà nếu mình làm 7 món thì có thể là phải 7 con vật nó chết. Nhưng mà mỗi một con là mình có một cách giết khác nhau. Ví dụ con cá là phải đập đầu, con gà là phải cắt cổ, vỗ lông, thí dụ vậy đó. Cho nên là mỗi một cái con vật mình nấu lên hay là mình chuẩn bị thì đều có một cái tư tưởng gọi là hình thức cách nào đó. Cho nên nói sự vật nhẹ ý tưởng nặng như dùng ác tâm giết loài vật. Có nhiều khi mình ghét ai, mình giận ai, mình nói cỡ mày đó hả, tao bóp cổ con cái giống như tao bóp cổ con dế vậy. Có nhiều khi mình tức quá mình nói vậy đó. Có nhiều người ta giỡn nhưng mà mình nghe nó cũng vui vui vậy đó. Mày có tin không, một bạt tai thôi là nú răng lẫn lộn. Tức là mình nói là đến cái năng lực của mình đến mức độ như vậy. Chứ có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi giết nó, tôi muốn giết nó dễ giống như tôi dẫm lên một con dế, con trùng vậy. Là họ, tại vì trong tư tưởng của mình là sao, mình rất là thế lực, mình đủ năng lực để giết cái người đó. Sự vật nhẹ ý nhẹ như dùng tâm giết, nhẹ giết loài súc sanh. Nghiệp dữ như thế có khi dự bị. Dự bị là chuẩn bị đó, dụng cụ đó. Căn bản tức là thực hiện, rồi đi tới thành nghiệp. Quý vị nhớ hôm trước mình học đó, ba cái điều kiện để thành nghiệp đó. Dự bị nghĩa là trong tư tưởng có chuẩn bị. Ví dụ bây giờ mình muốn cắm hoa thì trong tư tưởng mình phải chuẩn bị cắm hoa là phải có gì? Có mướp để cắm nè, có cái kéo để cắt hoa nè. Và thậm chí hỏi cắm hoa gì, nói cắm hoa ly gì đó, là tự trong đầu mình biết là cái loại đó nó mềm lắm, hay là hoa tulip nó mềm lắm. Mình phải có thêm một cái cọng kẽm, mình quấn theo cái thân của nó để mình cắm cho nó dễ. Tức là khi nói cắm bình bình hoa là mình phải có tư tưởng chuẩn bị là kéo cắt,
bình hoa cũng giống như là cái mút để mà mình cắm nó. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta chuẩn bị giết thì chuẩn bị gì? Ngoài tư tưởng là khỏi phải dụng cụ. Như quý vị đọc cái bài báo mà cái ông mà ở bên Toronto, ông giết đứa con ông đó, có chuẩn bị. Hay là vừa rồi đây là có một người hành hung bắn chết 5 người mới đây, mới cách xảy ra mấy ngày đấy. Thì khi mà họ làm những điều đó là họ có chuẩn bị hết. Giống như cái ông mà có một lần vừa rồi ông rỉa súng xuống dưới ở bên Las Vegas à, trong một cái bữa đại nhạc hội đó, ông lên trên cái khách sạn đó, thì tất cả những cái hành động đó đều có phần gọi là gì? Dự bị. Đó là tư tưởng, còn căn bản là dụng cụ, rồi đi tới hành nghiệp. Cảnh vật chỉ là một thứ do tâm lực nên có kết quả nặng nhẹ. Cảnh vật chỉ là một thứ. Ví dụ mình đi ngang, mình thấy một cái người đàn bà tán đứa con, đứa nhỏ một cái. Cảnh vật là một thứ đó. Hoặc là có thể là đằng kia cũng có người đang đánh một đứa nhỏ. Nhưng mà có thể cảnh vật là một thứ nhưng tư tưởng khác nhau. Ở đằng kia là một người giữ em bé, giữ con cho người ta. Do đứa nhỏ nó lì, bà này bà tức, bà đánh nó. Nhưng mà cảnh tượng đằng này là một người mẹ cùng một hành động đánh con, nhưng mà hoàn toàn không có tâm ác đối với đứa nhỏ, vì mẹ muốn dạy đứa con đó. Còn đằng kia là do cái bà đó, bà giữ con người ta, mà vì con người ta cho nên không có quan tâm, không có khe, ưng là đánh đó. Quý vị đọc báo quý vị thấy có nhiều cái đi kheo mà đánh con nít á. Ở bên những cái xứ nghèo nó hay có cái trường hợp là người ta thu nuôi những đứa nhỏ để làm cái công cụ đi xin ăn cho họ. Nhiều khi họ ẵm cái đứa nhỏ đó vậy đó, họ thấy mình tới nó khóc ré lên, mình tưởng nãy mà thiệt sự tới hồi mình biết là nó nhéo đứa nhỏ đó, trong khi mình nó gặp mình đó, rồi nó ngắt nhéo đứa nhỏ một cách rất là âm thầm để cho cái đứa nhỏ nó khóc ré lên, rồi mình động lòng mình cho, ví dụ vậy. Cảnh vật chỉ là một thứ do tâm lực nên kết quả có nặng nhẹ. Thiện nam tử có người đem món ăn bố thí cho ta, trong khi chưa cho ta, trở lại thí cho loài chó đói. Ta cũng khen ngợi người như thế là đại thí chủ. Nếu là phước điền hoặc chẳng phải phước điền, tâm không lựa chọn thí cho, người ấy sẽ được phước vô lượng. Quý vị thấy không? Đức Phật đưa cái ví dụ nè. Tôi đem một cái bánh lên cúng Phật, nhưng mà trên đường đi tới cúng Phật mà tôi thấy con chó nó đói, nó khổ quá đi, tôi động lòng tôi thương, tôi cho con chó nó ăn. Nhưng mà Đức Phật nói công đức vô lượng giống nhau. Tại sao? Vì không khởi tâm khác. Đem Phật cũng bằng hết tấm lòng, mà cho con chó ăn cũng bằng tất cả tấm lòng từ bi của mình. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, ví dụ bây giờ á, một cái đứa nhỏ đó, hồi đó Phóng Hòa hay nói với mấy cô, hồi nào bây giờ cũng không nói vậy, mình là người lớn ở nhà nè, ban ngày mình ở nhà đó, mình ăn gì cũng được hết đó. Thậm chí mình không có gì ăn, cơm nước tương cũng được. Nhưng mà chiều á, mấy chú tiểu đi học về, mình phải nấu ăn cho đàng hoàng. Tại vì nó còn nhỏ, nó rất là cần chất dinh dưỡng, mà nó đã ăn chay rồi, thì mình phải nấu đàng hoàng cho mấy chú ăn. Lúc nào Pháp Hòa cũng bắt mấy chú mỗi ngày đều phải có rau, phải có trái cây. Cho hồi đó là mỗi bữa cơm là bắt chú nào, tới phiên chú nào lo trải đường là tới giờ ăn cơm, là chú đó trước khi giờ ăn cơm là phải vô chuẩn bị một rổ trái cây để ăn trái cây mỗi ngày. Ngày thứ hai là ngày làm biến. Người lớn ở nhà phải không, còn gì ăn đấy, khỏi bận tâm nấu cũng sao. Nhưng mà chiều lại mấy chú nhỏ đi học về phải nấu cho mấy chú ăn. Tại vì sao? Vì cái nó còn nhỏ. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa có thể nhịn, miễn sao các em nhỏ. Cho quý vị thấy mỗi lần mà khóa tu mấy đứa nít á, cái bàn nấu ăn nhiều khi còn cực hơn. Là tại vì sao?
là vì phải nấu cho thật ngon, phải nấu đúng cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ giờ nó vô nó tu mà mình luộc rau, mình kho đậu hũ, trời ơi, rau tôi mới mua đúng, không có nói gì hết trơn, nhưng mà không phải món của nó, không phải gu của nó. Thì bây giờ cho dù mình có luộc một nồi rau thật là mắc tiền, hay là mình kho một nồi đồ kho quẹt rất là ngon, nhưng mà không phải gu của nó, hay uổng đi. Nhưng mà nếu mà người lớn mà quý vị đem, quý vị nấu nảy kia theo kiểu đó, người lớn ngồi lắc đầu, có cơm không, cho tôi miếng cơm, có kho quẹt không, cho tôi miếng kho quẹt. Thầy Đức Tạng mỗi lần mà khóa tu là phải đi mua marshmallow, thì mua cái này kia để tối là nướng cho nó ăn. Rồi vừa rồi ông còn đi mua thêm cái máy làm popcorn nữa chứ. Vì vừa rồi đó, cái khóa đông vừa rồi mua cái máy làm popcorn về làm popcorn cho nó ăn. Cho nên là thiện nam tử, có người đem món ăn bố thí cho ta trong khi chưa có ta, trở lại thí cho loài chó đói, ta cũng khen ngợi người như thế là đại thí chủ. Nếu là phước điền, đây là, nếu là phước điền hoặc chẳng phải là phước điền, tâm không lựa chọn mà thí cho, người ấy sẽ được phước vô lượng. Cho quý vị cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình chuẩn bị, mình đem món nó lên cho thầy, nhưng mà nếu mà đại chúng người ta không có ăn, cứ đem cái món của thầy ra cho đại chúng ăn đi, thầy không buồn cái chuyện đó mà thầy còn vui nữa, là vì mình quan tâm cho đại chúng trước. Còn thầy ví dụ như giờ nói các món chay mà quý vị đem lên, thấy không, ăn hết rồi, ăn mấy chục năm rồi, thiếu một bữa không sao đâu. Nhưng mà cái người mà người ta tới đó, mình cho người ta ăn. Cho nên đại chúng phải hiểu được cái tâm ý của Pháp Hòa mà làm đúng như vậy. Mình lo cho đại chúng trước đó, mọi người có ăn là tốt, mình có thể nhịn hoặc là mình ăn cái khác, và thậm chí ăn dở hơn, hoặc không có gì để ăn, mình ăn sao không sao hết. Nhưng mà không để đại chúng, những người đến người ta không có. Đó là cái tâm không có lựa chọn mà phước điền ngang nhau. Bây giờ một cái người đó, một đứa con em nhỏ đó, nó tới nít mà cho nó ăn chi này, mình cho nó ăn ngon biết đâu chừng nó ăn nữa, phải không? Mà nếu mà trong khi nó rất đói, nó cần, còn mình no quá trời quá đất mà cứ ép, cứ nhét, trong khi đó mình không cần. Vì tâm lành trong sạch, nghiệp ấy có bốn kết quả. Đây, nếu tâm lành trong sạch, nghiệp có bốn kết quả. Một là quả báo hiện tại, hai là quả báo đời sau, ba là quả báo nhiều đời, bốn là không có quả báo. Và nghiệp cũng có bốn hạng: thời gian quyết định mà quả báo không nhất định, quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Thời gian nhất định, quả báo cũng quyết định. Thời gian và quả báo cả hai đều không định. Bây giờ nói nghiệp có bốn kết quả. Có khi mình làm một cái việc gì đó, quả báo ngay đây thầy mình thấy, rồi quả báo đời sau. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ á, ngày hôm qua đó có cái ông đó, ông ở đây em có hai vợ chồng, một người con. Mà người con ông á bây giờ thì không có việc làm ở đây, dọn đi Tôn Tô ở. Hai ông bà già sống ở đây ăn tiền già. Đụng cái bà già mà bệnh nó chết, tức là bà vợ á, thì gia đình không có tiền, mới đi vô nhà hoàng 97 nè, bút cái đám tang mà không làm đám. Tại vì không làm đám thì tiền nó mới rẻ. Và chỉ làm cái lễ thiêu thôi, mà thiêu cũng phải thật là đơn giản, vì mua cái loại quan tài rẻ nhất. Thì mới gọi qua chùa. Ông chồng mới nói với cái cô nhà hoàng á, là bà gọi giùm tôi lên chùa Trúc Lâm, là mời thầy đến cái lúc mà đi thiêu á, nhờ thầy lên tụng thầy kinh. Thì ngày hôm qua hai cha con mới lên đây, thì thứ ba này nè, làm cái lễ thiêu đó, hai cha con mới lên, thì người con á mới cầm, không biết mấy chục hay trăm gì đó, nhét vô tay của bà. Nói không, chùa không có nhận, quý vị giữ lại để lo cho gia đình. Thì ông chồng rất là cảm động,
Thật ra mình đâu có biết họ là ai. Họ ở đây mấy chục năm chứ họ cũng đâu có đi chùa. Thậm chí ông đi tới đây, ông lên chánh điện, nói ồ chánh điện đẹp quá ha. Nói vậy thôi rồi đi xuống. Cái bà nói thôi bác quẹo lên bác lại Phật đi. ổng mới quẹo vô lại Phật. Chứ không thôi là duyên nó tới đó, tới cửa. Bây giờ nhờ ổng vô tới cửa rồi mình quẹo ổng vô đây một cái nữa cho ổng chấp tay. Rồi Phật, mình biết là ổng đâu có biết khấn gì. Nói bác lên bác nói với Phật đi. Trình Phật nói vợ con mới mất. Xin Phật tiếp độ. Pháp Hòa mới đứng nghe, ông nói mô Phật, nhà con mới mất, tên là gì đó, xin Phật phù hộ cho bả mau lên thiên đàng. Pháp Hòa đứng sau nghe, nó thôi cũng được. Tức là chi vậy? Để cho người ta khởi cái tâm. Chứ bây giờ xưa nay người ta chưa bao giờ biết lễ Phật là gì, mà ta chưa biết, bây giờ kêu xá Phật có biết xá gì. Nhưng mà mình mượn phương tiện là ông mất vợ, muốn vợ ông lên trên kia sớm, chỉ cho họ cách, nhờ vậy mà họ nói chuyện được với Phật. Thì bây giờ cái đó đó, ví dụ như bây giờ sau này đi, khi mình làm vậy rồi á, đâu cần đặt chuyện quả báo tương lai. Cái quả hiện tại là gì? Khi người đó có hữu sự họ mới tìm tới mình, phải không? Thì cái quả báo hiện tại là gì? Là rõ ràng bây giờ họ biết chắp tay, họ mô Phật một cái. Cách đây 4 ngày 2 giờ sáng có một cô gọi vô chùa. Pháp Hòa bắt phone, thì cô đó chẳng hỏi gì hết á. Alo, chồng tôi mới chết, bây giờ tôi muốn tụng kinh, ở chùa có cái máy không? Cái bà nói à, nếu cô muốn ở chùa có, thôi cô lên cô lấy đi. Cái cô mới xây qua đứa con, cô nói con biết cái chùa ở đường 97 mà nói tiếng Anh với đứa con á. Thì đứa con nó biết, thì con đi lấy cái máy về cho ba. Nó xây qua nói không có xe. Cái bà vợ mới nói bây giờ tôi muốn đi lấy mà tôi không có xe làm sao giờ, thầy đem lên được không? Nói à được, bệnh viện nào? Bữa đó đang rơi tuyết, Phong Hòa mới đề máy xe rồi chạy đến nhà trên bệnh viện, mà khuya vậy cửa chính đâu mở, đi vô emergency. Mà bây giờ emergency họ cũng khó lắm, mình đi vô cũng không phải dễ đâu, qua mấy cửa rồi họ hỏi mình nhiều lắm mới được vô. Mà bữa đó may có quà cũng léo tràng mà mặc đàng hoàng. Mình đi rồi á, đi vô mà Pháp Hòa lúc mà hỏi là Pháp Hòa nhớ tên ổng nè, Pháp Hòa nhớ số phòng nè, cho nên đi vô nói đúng tên, nói đúng số phòng họ mới cho vô. Thế vừa vô tới cái Pháp Hòa cũng đứng khuyên cô đó một vài câu, rồi niệm Phật một chút, rồi đưa cái máy. Cái thấy bà mặc áo vô hỏi giờ cô làm gì, thôi tôi đi về tôi nghỉ thôi, mà giờ không có xe. Thế thì quý vị không biết Pháp Hòa phải làm gì không? Trở về. Đó, trở về. Cái thì ngày hôm sau bà vô nhà hoàng xong, cái bà mới lên đây. Bà mới lên đây cái bà mới nói một câu chuyện. Ngồi nói với thầy. Thầy biết không, tôi đi về Việt Nam á, tôi nói tôi ở Edmonton thôi là ai cũng hỏi tới thăm thầy hết. Ai cũng hỏi thầy hết á. Hồi đó tôi cũng thỉnh thoảng tôi tới đây, mà tôi tới xong tôi chán quá. Hỏi sao chán? Nhiều phe quá. Nhiều phái quá, tôi chán tôi không tới nữa. Cái Pháp Hòa mới nói ồ, không sao cô. Thì mình hồi đó đó, mình đi tới đây á, có phải vì mấy cái phe đó không? Nói không, tôi tới tôi thích. Vậy thì tại sao giờ mình nghỉ đi chùa tại mấy cái phe đó? Điều thứ nhất. Điều thứ hai, Pháp Hòa mới kể, cô có nhớ cái câu chuyện á, cái bà đó bà cũng lên bà nói với thầy trụ trì á, là bà giờ bà nghỉ đi chùa. Tại vì đi chùa người nào cũng tu tụng kinh đồ dữ dội mà chẳng ai tu hành gì hết á, cho nên giờ bà chẳng thèm đi chùa nữa. Ông thầy nói bây giờ á, trước khi con nghỉ á, nghỉ đi chùa luôn á, con bưng giùm thầy một cái bát nước từ ở chánh điện lên tới cái phòng ăn, với điều kiện là nước không đổ.
Thì bà đi xong bà lên bà nói với ông thầy là con đi tới rồi mà nước không có đổ. Thì ông thầy mới hỏi, hồi nãy con đi trên đường tới con có thấy cái bà Năm mà con hay ghét không? Nó nói không thấy. Con thấy cái bà Tám mà con không ưa không? Nó không thấy. Cái ông thầy mới nói, ủa sao con không thấy? Nó tại con lo con chú ý cái chén nước của con sợ đổ cho nên con không thấy mấy người đó. Ông thầy nói đúng rồi đó con. Mình đi chùa cái mình cứ lo chuyện của mình thì mình không thấy người khác. Pháp Hòa nói xong bà vỗ đầu bà. Ôi giời ơi sao mình ngu nhỉ. Cảm ơn thầy mở cho mình nhé. Vậy thì quý vị thấy cái đó gọi là cái quả gì? Quả hiện tại. Nếu như Pháp Hòa không đi 2 giờ sáng đem cái máy niệm Phật đó rồi không chở bà về, phải không? Thì làm sao? Cho nên á, khi mình làm việc gì có những cái quả hiện tại mình thấy, có những cái quả tương lai mới có. Tương lai người đó có đi nữa không mình không biết, nhưng mà hiện tại mình đã khai mở một tảng đá trong người của họ. Tại vì sao? Vì ở đời này mình đi tìm một cái nơi chốn và một con người hoàn hảo có không? Không có. Bất cứ người Pháp Hòa mới nói, cô, mình mặc cái áo nè, nó có mặt ngoài mà nó cũng có mặt trong. Xin lỗi con người mình nè, cái da ngoài nhìn nó láng o vậy đó, mà ở trong này nó thú rùm mà. Thì cái da này chỉ là một cái đải chứa đồ dơ. Thì ở đời này không có nơi nào hoàn hảo và con người nào hoàn toàn. Thôi bây giờ mình á, cứ nhắm, mình đi, mình làm việc gì được mình làm. Ngày trước mình không đi vì họ thì tại sao ngày nay? Rồi có một lần Pháp Hòa đi đến cái chùa kia, thì cái cô đó, cô lên cô buồn, cô nói thôi con lên con cúng trái cây mà cái bà đã cứ dành với con hoài, thôi giờ con Pháp Hòa mới nói, tại sao mình lại vì cái chuyện đó mất phước của mình? Phước đó phước của mình, việc gì mình làm đó là mình cứ làm bình thường, không có gì mà mình phải quan ngại hết. Nếu việc đó người ta đang cần mình ở đây á, Pháp Hòa chỉ thưa đại chúng là cái gì gọi là quả hiện tại. Có thể là tương lai cái người đó họ nhẹ, nhưng mà hiện tại là rõ ràng mình mở ra cho họ một cái nút hay là một cái hé thôi, rồi chính họ sẽ là người mở tung cái cửa đó ra. Nhưng nếu mình không unlock cái cửa thì sao ta mở? Mình muốn người ta mở cửa thì trước hết mình phải unlock cái cửa đó đi. Cũng giống như cái cửa hông của chùa mình vậy, mình unlock cái đi rồi người ta vô lúc nào cũng được. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, có khi là quả hiện tại, có khi là quả ở tương lai, có khi quả báo nhiều đời nữa. Ví dụ bây giờ mình đi chùa, hiện tại là mình được lợi lạc. Rồi á, mình nghĩ rằng con mình nó không biết gì, nhưng mà không đâu, nó để ý đó, nó thấy mẹ mình đi chùa, mẹ mình làm việc vậy vậy đó. Có thể bây giờ còn mình nó không quan tâm, nhưng khi mình không còn, có thể nó nghĩ tới chuyện đó. Ngày hôm qua có hai má con nó lên chùa, thế thì bà già bà mới nói, hôm Tết con cúng ông bà. Thế con mới nói, trời ơi bây giờ con già cả quá rồi, không biết mai mốt làm sao đây. Cái tự nhiên con nói, rồi con chi? Trời ơi, nó nói một câu mà con nghe con nhẹ. Tại vì sao? Tại vì con nghĩ nó không bao giờ nó biết nghĩ tới cái chuyện đó. Quý vị thì quý em, thành thử ra mình đừng có nghĩ rằng á, cái quan trọng là ngay đời này mình có đúng cái trọng tâm bằng cái tâm lành của mình làm hay không. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi mình thấy mấy ngày nhỏ nhỏ của mình đây lơ lơ là vậy, cái mình nghĩ thôi không sao đâu, chắc nữa mình chết nó biết. Chứ giờ mình ngồi mình rầu hoài cũng vậy à, chắc mình chết nó làm. Bây giờ còn mình nó không thèm làm. Quả báo nhiều đời. Nãy có ông bác mới nói, giờ con đang rầu quá đây. Hỏi sao vậy? Nhà con giờ 10 cái bàn thờ, mỗi lần con thắp 10 cái nhang
Ôi cha, mà mỗi lần mà thắp lên mà mấy đứa nhỏ nó sặc sụa, nó allergy rồi vậy đó, mà con không thắp con chịu không nổi. Pháp Hòa nói bác thắp nhiều quá, người sống sặc sụa, người chết cũng ngất ngư. Thôi bây giờ làm gọn lại, mình lớn tuổi rồi, mình làm gọn lại, khỏi cần nhang cũng được, cúng hoa. Tại vì quý vị nhớ cúng á, nó có năm thứ để cúng: cúng hương, cúng đèn, cúng hoa, cúng nước, rồi cúng gì nữa, cúng trái cây. Thì mình không cúng hương thì mình còn bốn thứ kia mình cúng. Rồi giờ lỡ mà sợ cháy nhà khỏi cúng đèn, cúng trái cây, cúng hoa. Rồi giờ nhà mình ít người qua không ai ăn trái thì mình cúng hoa. Mà nếu như giờ mà hoa mắc quá muốn được cúng hoa giả. Cúng cái gì Phật cũng ngồi im chịu hết. Mình đem chuối sống lên Phật cũng đâu có nói gì đâu. Và hãy đi tới lui vài ngày sau mà chín là không thấy còn trên bàn thờ nha. Quả báo hiện tại, quả báo đời sau, quả báo nhiều đời. Còn nhiều khi mình làm một cái việc gì không được quả gì hết. Có những việc mình làm mà không có quả gì hết. Tại sao? Là không có tâm. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thấy, ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó người ta đi tu, mình cũng xách giỏ mình tu theo. Giờ hỏi mình có chuẩn bị gì chưa? Chưa có chuẩn bị, ta thấy ta tu cái mình nôn, mình tu theo vậy. Không hiểu chữ xuất gia là gì, không hiểu cái y nó là cái gì, thọ giới là gì, thì mình có làm đi nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Tại vì mình đâu có biết cái gì đâu mà mình làm. Cũng giống như một đứa nít á, mình kêu nó chắp tay, nó chắp mà nó chẳng biết cái chắp tay đó là cái gì. Mình kêu nó ngồi thì nó ngồi, mình kêu nó đứng là nó đứng mà nó cũng biết tại sao nó làm đó. Hay là mình cụ thể là mình kêu mấy đứa quỳ xuống con, lại ba lại, nó cũng chẳng biết nó lại cái ông nào. Hay là tại sao nó phải lại ba lại đó, vì mình kêu nó làm thôi. Thì có thể nó làm mỗi ngày, nó làm suốt 5 năm nó đi chùa với mình, nhưng mà có gì không? Không có kết quả gì hết, không có quả báo gì hết. Thế nó không hiểu. Còn nếu mà nó làm mà nó hiểu, khác. Như vừa rồi có bà đi cái đám tang ông Tôn Tô vậy đó, thì cháu của cái vị mất đó là hoàn toàn không biết gì hết, vì sống rất là tây, sanh đẻ ở đây phần lớn. Nhưng mà xong cái đám tang thì bà nói vài câu thôi, ý nghĩa sống chết trong cuộc đời và chúng ta phải sống như thế nào trong mỗi ngày. Thì không ngờ cái lời nói đó lên xe, thì các anh chị đó lên xe nói với má: trời ơi, có những cái câu nói ông thầy đó ông nói đơn giản mà hồi nào gì mà nó nghĩ ra ha. Tại đối với mình đây, mình nghe hoài, quý vị nghe hoài, vô thường, đời ngắn ngủi rồi, thí dụ nghe hoài cho nên mình thấy nó thường. Nhưng mà đối với một người chưa bao giờ nghe, nó khác lắm. Nghiệp cũng có bốn hạng. Hồi nãy là nghiệp là kết quả, nghiệp có bốn, nghiệp ấy có bốn kết quả. Có những việc làm chúng ta làm mỗi ngày nhưng mà hoàn toàn không có một cái kết quả gì hết, vì chúng ta làm mà chúng ta không nắm được cái ý nghĩa. Và nghiệp cũng có bốn hạng: thời gian quyết định mà quả báo không nhất định. Thí dụ bây giờ làm công rượu, sau khi mình trộn men với nếp rồi là mình biết thời gian là bao nhiêu lâu? Mới bao lâu? 3 ngày. Thì thời gian là quyết định, nhưng mà quả báo không nhất định là cơm rượu đó thành hay không mình không biết. Có nhiều khi gặp một cái cô đó, cổ dơ mình, cổ tới cổ vò cái cơm rượu đó là cơm rượu đó hư hết. Ví dụ như vậy. Hay là bây giờ quý vị trộn bột, quý vị ủ bột làm bánh bò, thời gian nhất định là mấy ngày, thí dụ 1 ngày, nhưng mà quả báo có nhất định không?
Không, tại vì có nhiều khi nó nổi, có nhiều khi nó không. Có một cái chị ở đây nè, ở đây là mình làm bột và bánh tiêu là mấy lần nè. Cũng cục bột đó mà chiên ở một cái chị Phật tử đó, chị chiên ở nhà chị, cục bột đó nó nổi phêu lên. Chị yên chí rồi, chị cầm cục bột lên chùa chiên không lên. Vậy thời gian thì nhất định, nhưng mà quả báo không có nhất định. Thấy không? Cho nên nói nè, thời gian quyết định mà quả báo không nhất định. Hoặc là bây giờ mình ví dụ như là có hai người đó, họ đi xuất gia cùng lúc, thời gian đi tu của họ là cùng một lúc, nhưng mà quả báo thành tựu của hai người có nhất định không? Không. Có người được và có người không được. Và thậm chí có những trường hợp là thời gian không nhất định, nhưng mà quả báo thì nhất định. Ví dụ bây giờ có một người đó, họ đi tu mới có 2 ngày à, hay là 3 ngày, hay là 1 năm đi, nhưng mà sự hiểu biết, sự tu tập của họ có thể kết quả hơn người tu 10 năm. Cho nên này nói thời gian quyết định mà quả báo không nhất định, quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Cái quả, thí dụ bây giờ quả báo, cái quả báo nhất định là nhất định sẽ thành tựu, nhưng mà thời gian không nhất định là không phải ai tu phải 10 năm mới có kết quả. Cái kết quả là sẽ giống nhau hết á, nhưng mà có những người tu trong 3 ngày, 1 năm là có kết quả. Và có những người tu 10 năm mà không kết quả gì hết. Vậy thì cái này là cái một ví dụ cho trường hợp là quả báo nhất định mà thời gian không nhất định. Thời gian nhất định, quả báo cũng quyết định, nếu mình làm đúng bài bản. Ví dụ bây giờ cái người đó đi xuất gia trong 5 năm đầu học luật, chịu khó học luật. Tại sao? Bởi vì mai sau 5 năm này hay là sau 10 năm mình trở thành đại đức thượng tọa hòa thượng gì không cần biết. Nhưng mà cái nền tảng này, cái nền tảng cái ngày mình mới vào đạo này chính là cái nền tảng cho tất cả những cái lâu đài về sau mình xây dựng. Mình đừng có nói ô cái này của Sa Di. Đúng, của Sa Di. Nhưng mà nếu mà Sa Di là gì? Là một người mới vào tu. Mà nếu như cái người mới tu không có cái này thì cho dù mai mốt anh có đắp cái y tỳ kheo đi nữa thì anh chỉ được có cái dáng của tỳ, cái tầng của tỳ kheo, nhưng mà ở dưới này nó sụp đổ lúc nào không biết, tại vì dưới này nó rỗng, nền móng không có. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa làm tỳ kheo 20 năm, người ta mới tới, người ta nói thưa thầy, con nghe người ta nói xuất gia mà xuất gia có mấy nghĩa thầy? Thì xuất gia là đi ra nhà thôi chứ mấy nghĩa. Tại vì mình không nắm được. Nếu như là một vị Sa Di mà học hết tất cả những gì của Sa Di thì nó có thể nói rằng tất cả những cái đó là cả một đời của người tu. Anh là thượng tọa hòa thượng, trưởng lão gì cũng cần biết, nhưng mà anh không có được cái nền tảng của một Sa Di này thì đời tu mình coi như không có gì hết. Cho nên trong luật nói ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. 5 năm rầu đầu tiên rồng chuyên giới luật, 5 năm về sau mới được nghe pháp tham thiền. Mà sau khi thọ tỳ kheo rồi là không phải xong rồi nha, ít nhất phải 5 năm để học luật tỳ kheo nữa. Như vậy thì một người tu nếu mà có học hành còn gọi là bài bản là phải 10 năm. Như vậy thì cái kết quả, cái nhất định là ai cũng phải đi qua con đường đó hết á. Thời gian thì nhất định, nhưng mà quả báo không có nhất định, ai cũng tới 10 năm hết á. Nhưng mà hỏi lại cái ông 10 năm không có học gì hết thì với cái ông 10 năm có học thì nó có khác chứ.
Rồi bây giờ 10 năm một cái ông học thiệt nhiều mà chẳng hành gì hết thì nó cũng khác luôn. Thì trường hợp đó gọi là gì? Thời gian nhất định mà quả báo không nhất định. Còn có những cái thời gian không nhất định mà quả báo nhất định. Cho nên mình không ngại gì, không có lạ gì một khi một cái người mà họ nghe pháp có một buổi mà họ ngộ đạo. Cho quý vị thấy ngài Lục Tổ Huệ Năng không? Là một người đốn củi mà đi ngang cái chỗ đó, nghe cái ông đó ông tụng một câu trong kinh Kim Cang thôi, vậy mà ngài làm tổ. Còn bây giờ mình quá trời nghe, pháp nào cũng có, kinh nào cũng đầy tủ, mình cũng làm tổ nữa. Mà ta gặp mình tôi nói thôi tổ, tôi lại tổ. Chờ Pháp Hòa mà thấy vị nào mà không có chịu học, cái chuyện học nó không phải là cần mình cái gì đâu, mà mình có cái sự quyết tâm, có cái sự quyết tâm, có cái tâm cầu học là nó sẽ được. Thời gian nó quý lắm, nhưng mình không biết dùng nó là thời gian nó thành phí. Thay vì nó quý nó thành phí. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng không mua được tấc thời gian. Thì thời gian nó cứ đi qua vậy. Chứ mấy vị mở Calgary mà 300 cây số mà mấy ngày này mà đổ đường lên đây, mình phải bái phục. Còn có những người ta sát đây nè, cách nhau 5 phút, 10 phút mà người ta đi ngang thôi. Đi ngang trời thái không. Chờ không rồi, có một cái chú nói, trời ơi, thầy biết không, bạn tôi á hả, ở tận Âu Châu mà rành thầy lắm đó nghe. Nó hỏi tôi chới giới. Sát bên mà đâu biết gì đâu. Cái đó cũng bình thường thôi. Cho nên Ngạ Nan ngày xưa mà Ngài Ca Diếp không có cho vô, là cái chuyện đó cũng có thể xảy ra giống mình thôi à. Chứ đủ gì. Thì mình ví dụ mình nghĩ ý có một cái bên thôi, bữa nào cũng được. Cũng giống như ví dụ bây giờ quý vị biết làm đó đi, có thể mình làm cho thiên hạ, nhưng mà nhà mình không bao giờ có cái món đó. Tại vì mình nghĩ là ôi mình biết rồi, bữa nào mình làm cũng được. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi là cái gì đó, người thợ rèn không có dao ăn trầu là vậy. Làm cho thiên hạ nhưng mà không có mình. Thôi thì trưa hôm nay mình học đến đây thôi ha, rồi lát tối mình học tiếp. Vậy quý vị rõ được bốn cái gọi là nghiệp có bốn hạng ha. Thời gian nhất định, quả báo không nhất định. Quả báo nhất định, thời gian không nhất định. Quả báo không nhất định, thời gian không nhất định. Quả báo nhất định, thời gian nhất định.